size thì sẽ hoàn toàn khác nhau. Ok, à, ví dụ như là mấy cái bộ dataset mà người ta đã chuẩn bị cho mấy bạn rồi á, thì đôi lúc người ta sẽ có một cái size nó giống nhau, người ta chuẩn bị hết, ví dụ như là minix gì này nọ đúng không, minix đúng không, thì cái bộ dataset nó hoàn toàn nó giống nhau, kích thước nó giống nhau, nó có một kích thước thôi, nhưng mà trên thực tế thì mấy bạn phải resize nó lại, được chưa, ảnh sẽ khác nha. Rồi, à, còn bạn nào còn có câu hỏi gì nữa không? À, mình cố gắng, mấy bạn cần phải làm bài tập nha, đúng không? Thì ví dụ như là bạn nào mà không có theo kịp, ví dụ như là bị miss cái bài tập đó mà không có đủ thời gian làm cái gì, thì cố gắng làm tiếp, đúng không? Tuần sau làm tiếp chứ đừng có bỏ, đúng không? Tại vì mình đang build up từ từ hết mấy cái bài tập đó, đúng không? Rồi đi coi thì mình rồi đấy, đây là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là đây là sau khi mình train cái model sao, đúng không, mình train cái model là mình có được cái model ở đây đúng không, và bây giờ nè có được cái model đúng không, nhưng mà ở cái vấn đề á, là sau khi á, mình sẽ có mình làm một cái vấn đề nữa là mình test đúng không, mình đây là cái model đúng không, bây giờ là mình sẽ ví dụ như mình sẽ test coi thử là cái model của mình nó như thế nào, nó hoạt động như thế nào. Thì mấy bạn lưu ý thì đầu tiên á, thì cái tấm ảnh á đúng không, thì mình cũng phải resize nó lại, để cho quan trọng nhất là nó phải bằng cái tấm ảnh mà mình trang được chưa, kích thước, tại vì là mấy bạn biết là cái model của mình ở đây đúng không, thì cái model, cái input đầu vào của mình á, là làm cái vấn đề gì à, nếu như mà ở trong cái model, ở trong cái model này này nó có một cái hàm resize nó lại, mấy bạn build một cái layer để mà resize nó lại đúng không, thì mấy bạn không cần resize cái tấm ảnh đó lại ở ở cái bước gọi là pre-processing, còn không á, thì mấy bạn phải resize cái tấm ảnh lại cho nó giống, có nghĩa là có cái bước mà ở training là làm như thế nào thì testing nó cũng làm như thế này, như vậy nè, mấy bạn lưu ý cũng giống như mà training mà mấy bạn ví dụ như là một cái tấm ảnh á, thì mấy bạn biết á, là cái giá trị của pixel value á, là nó nằm trong từ 0 cho tới 255 đúng không? Đúng không? Nhưng mà nếu như mà bạn nào mà dùng chuyển nó thành cái rang là từ 0 tới 1 đi đúng không? Thì ở cái trong cái bộ training là như vậy, thì trong thực tế mà khi mà chạy cái bộ test thì máy cũng bạn cũng phải resize nó lại đúng không? Ok, bad size ảnh hưởng như thế nào đúng không? Thì bây giờ thì mình sẽ đi cái đấy đúng không? Thì bây giờ thì ok. Rồi, mà đó là về cái phần bài tập, review cái bài tập đúng không? Thì lúc trước á, thì mình đã hướng dẫn mấy bạn về cái gọi là cái neural net, mà về cái chiều forward đúng không? Đúng không? Có nghĩa là nó đi như thế này đúng không, có chiều ra là cái chiều forward, người ta gọi là chiều forward đúng không, thì hy vọng là mấy bạn hiểu hết đúng không, cái cách forward mấy cái layer nó như thế nào, convolution nó như thế nào, đúng không, activation đúng không, hay là max pool rồi này nọ đúng không, thì mấy bạn lưu ý là mình hy vọng là mấy bạn đã hiểu về cái gọi là cái chiều forward đúng không. Thì hôm vừa rồi ở đây có ai chưa có hiểu gì về cái convolution không? Hôm vừa rồi mình dặn ở cái đoạn cuối đó, có bạn nào mà chưa có hiểu về convolution đúng không? Thì mình nhắc lại một tí đúng không? Mình nhắc lại một tí về sorry nha. Ok, mình nhắc lại một tí về cái vấn đề đấy đúng không? Thì hôm vừa rồi mấy bạn biết là ví dụ như là cái tấm ảnh của mình nó như thế này, được chưa? Thì cái convolution ví dụ như là ở đó là cái convolution đúng không, thì mình sẽ có một cái giả sử như là cái convolution là 3 x 3 đây đúng không? Đúng không, thì mình sẽ convolution theo cái vertical và horizontal được chưa, và chúng ta không có convolution theo cái chiều depth, mấy bạn lưu ý hả? Ví dụ như là cái tấm ảnh này là đầu vào thì giả sử như là depth của nó là bằng 3 đúng không, cái depth của nó là đó bằng 3, nhưng mà ở mấy cái layer tiếp theo á thì cái depth của nó là có thể nó nhiều hơn, ví dụ là depth bằng bằng 5, bằng 9, bằng 10 gì đó, mấy bạn lưu ý là cái depth của nó là có thể là nhiều hơn đúng không. Đấy, thì khi mà mình làm cái convolution á,
đúng không? Thì một cái ví dụ như là mình làm convolution so với cái vertical với horizontal, người ta là thật ra là bản chất nó là 2D nhưng mà mình convolution với cái 3D, được chưa? Là cái ý thứ nhất, đúng không? Bây giờ hàm kỹ thuật đoạn cuối, bây giờ ok rồi. Thì cái đấy là cái convolution mình nhắc lại, được chưa? Thì nó sẽ đi như thế này. Bây giờ nè, lưu ý mình giới thiệu cho mấy bạn một cái này nữa, đúng không? Nếu như mà bạn nào không rõ thì chúng ta sẽ đọc thêm, tại vì nó sẽ liên quan tới cái bài mà segmentation sau này, đúng không? Thì ngoài các cái việc mà ví dụ như là cái convolution là ví dụ như là mấy bạn biết là khi mà map vào qua cái phần mà traditional image processing á, người ta có cái kernel, đúng không? Bây giờ cái convolution ở đây là ví dụ như 33, đúng không? Hoặc là 55, đúng không? Thì nó max sense, đúng không? Nhưng mà trong thực tế thì nó có một cái số cái gọi là một cái số cái mạng á, một cái số cái network, một số architecture á, là người ta dùng cái convolution tới 1 nhân 1. Thì à, mấy mấy bạn có hình dung ra cái convolution mà 1 nhân 1 là gì không? Đúng không? Thì mấy bạn lưu ý đi, cái convolution nó là một, thì thay vì ở đây nó bằng 3, đúng không? Thì mình chỉ là convolution nó là một. Bây giờ thì hình như nè, mấy bạn lưu ý nè, cái một á là như vậy á, là khi mà nhân với cái tấm ảnh hay là nhân cái gì á, thì nó chỉ nhân với một thôi nè. Có hiểu không? Có một cái pixel thôi. Chứ nó không có ảnh hưởng gì tới các cái pixel xung quanh. Ví dụ như là khi mà 3 nhân 3 ví dụ vậy, nó sẽ lên là ví dụ như là một có cái tham số ở đây, ví dụ như là một 3, ví dụ như 5, 7 vậy đây, ví dụ vậy đi, đó. Thì khi mà nhân với nó thì cái kiểu giống như là một cái hình thức là mấy bạn tưởng tượng này, giống giống như là average, nó average thấy tất cả các cái pixel xung quanh, ví dụ như là kích thước 3 nhân 3 thì các cái kích thước 3 nhân 3, được chưa? Thì bây giờ là sau này là người ta phải introduce ra một cái gọi là convolution 1 nhân 1 nữa. Đó. Thì cái convolution nó là một. Đấy, thì mấy bạn lưu ý thì hôm nay á, thì mấy bạn sẽ chưa động tới đấy, nhưng mà vài bữa nữa thì tự vì nó liên quan tới cái convolution thì sẵn mình phải nói luôn, mình giới thiệu luôn đó là nó có cái convolution 1 nhân 1, đúng không? Đúng rồi, một số, đúng không? Thì bây giờ mấy bạn mình phải ngồi mình nghĩ ra thêm thử là tại sao, đúng không? Bây giờ mình nghĩ thử là tại sao người ta là làm 1 nhân 1. Bây giờ ví dụ như là 1 nhân 1 á, thì về về cái horizontal hay là vertical, đúng không? Thì mấy bạn thấy á, là nó chỉ có là một pixel thôi, đúng không? Nó nhân với một cái pixel thì thật ra nó cũng giống như là mấy bạn nhân cái này cái pixel đó với một cái trọng số thôi, đồng ý không? Nó không ảnh hưởng tới các pixel xung quanh, đúng không? Nhưng mà mấy bạn mình nhắc lại cho mấy bạn á, là ở trong cái convolution này á, là nó khác với cái convolution mà ở cái 2D bình thường. Đấy là khi mà nói về cái convolution mà ở trong cái CNN á, thì giả sử như là cái kích thước là 1 nhân 1, nhưng mà cái chiều mà chiều đi á, đúng không, cái chiều mà chiều chiều def á, của cái convolution này á, thì nó cũng phải bằng cái chiều def của cái convolution của cái layer trước nó. Mấy bạn có hình dung cái chỗ đó không ta? Đúng không? Mấy bạn nghĩ là cái chiều def á, đúng không? Cái chiều def mặc dù là 1 nhân 1 á, là ở cái chiều mà vertical với horizontal nó là 1 nhân 1, đúng không? Nhưng mà ở cái chiều def á, thì nó là phải có cái def, đúng không? Các bạn hình dung không? Các bạn có hình dung chỗ này không ta? Chứ không là lost chỗ này là sao, đúng không? Ví dụ như là cái tấm ảnh trước đó. À, ví dụ như là cái tấm ảnh trước đó là không phải cái tấm ảnh này, lúc này là giả sử như là cái channel đi, đúng không? Thì giả sử như là nó như thế này, đúng không? Thì bao giờ nó cũng có một cái chiều def. À, thì khi mình nhân với cái convolution ví dụ như là 1 nhân 1, đúng không? 1 nhân 1 thì mấy bạn cũng phải lưu ý là mình cũng nhân với cái convolution này, thật ra là cái có cái chiều đi này nè, đúng không? Cái chiều này là chiều đi, đúng không? Thì nó cũng phải mask với cái chiều đi của cái ảnh trước đó, đúng không? Thì khi nói là nhân convolution á, thì nó cũng là như vậy, được chưa? Thì thật ra mà khi mà giả sử như là cái convolution này nè, bây giờ nè mình tính thử thôi nha, ví dụ như là cái đây là cái chiều W, là cái chiều width, sorry sorry nhầm, cái đây là giả sử như là mình nói là cái chiều height đi, đúng không? Cái chiều width đi, height width đi, được chưa? Và khi mà mình convolution với 1 nhân 1 nhân đi thì cái output nó là như thế nào, cái kích thước nó như thế nào?
ngồi mấy bạn hình dung nguyên tử, ví dụ như là mình lấy cái convolution một cái tấm ảnh mà có không, lúc này không phải ảnh nữa mà bây giờ sẽ như là nó chạy chạy vào các cái layer ở giữa đúng không, thì giả sử như là mình có HWD mà mình đi convolution một cái mạng gọi là một nhân một đúng không, khi mà mấy bạn lưu ý vậy, khi mà khai báo ở trong cái TensorFlow á thì mấy bạn nói hoặc là cái Keras thì mấy bạn nói là một nhân một, nhưng mà thật ra nó là cái của nó là một nhân đi nghe, tự nó sẽ tự động nó hiểu là cái đi này sẽ bằng cái đi lúc trước đúng không. Thì bây giờ là khi đó thì giả sử như là khi mà mấy bạn làm cái convolution là có cái SWD mà cái convolution với một nhân đi thì mấy bạn biết là nó thành cái gì, đúng rồi HWD đúng không, HW một chứ nhầm, HW một. Cái là mình chỉ dùng một một cái đúng không, thì nó sẽ HW một, mấy bạn đồng ý không, HW một đúng không, tại vì khi đó là nó sẽ mu đúng không, nó sẽ mu mà convolution nó sẽ mu theo cái chiều gọi là chiều vertical. Với như vậy là đầu tiên á là mấy bạn sẽ thấy được á là nó sẽ giảm được cái dimension đúng không, ví dụ như là trong giữa chừng mà mấy bạn muốn á là muốn muốn giảm cái chiều đi á đúng không, muốn 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 giảm cái chiều đi đúng không, thì mấy bạn sẽ giảm bằng cái cách đó đúng không. Tại vì thật ra là giả sử như là có cái convolution nó lớn hơn, ví dụ như là 3 x 3 gì đó đi, hay là 5 x 5 á, thì cái chiều mà SW á thì nó cũng giữ giống nhau đúng không, mấy bạn nếu như mấy bạn thêm mấy cái padding cho nó vào á thì nó sẽ giống nhau đúng không. Thì như vậy là mình muốn giảm cái chiều đi á thì mình sẽ giảm bằng cái cách này. Đấy, cái thứ nhất đúng không? Thay vì ví dụ như là cái chiều đi là mình giảm bằng cái này, mấy bạn hiểu cái chỗ này chưa, mình giảm cái chiều đi đúng không, ok được chưa. Một cái nữa là đôi lúc á nó có những cái tấm ảnh á hay là tới cái một cái dimension nào đó là cái chiều cái thước nó quá lớn đúng không, mà quá lớn như vậy là khi mà mình apply, mấy bạn biết là khi mà mình apply một cái convolution mà nó có ví dụ như là cái thước mà 3 x 3 đúng không, 3 x 3 thì mấy bạn biết là giả sử như là 3 x 3 mà nhân một cái là bình thường á, là giả sử nó có chín, là giả sử nó có chín cái phép nhân về cái phép calculation đúng không, mình có chín phép nhân và một số cái phép cạn rồi chưa. Nhưng mà mình nếu như mình chỉ dùng là một nhân một á thì mình sẽ giảm được rất là nhiều cái phép nhân và phép cạn rồi chưa, và mình điều chỉnh được cái chiều def. Cái đây là cái điều chỉnh được cái chiều def, cái đấy là thì mình chỉ giới thiệu cho mấy bạn ý là một cái vài cái ý như vậy thôi, là mục đích đó là để cho mấy bạn nắm là ồ không phải là cái convolution là cái kích thước của nó là cái chỉ là 3 x 3 đúng không, mà nó cũng có những cái thứ gọi là 1 x 1. Và sau này vài bữa nữa mà khi nói tới cái phần cái mạng UNET hay gì hay là cái segmentation đó, thì nó sẽ liên quan rất là nhiều tới cái 1 x 1 này đúng không, và lúc đó mình sẽ hiểu được là tại sao là người ta dùng cái 1 x 1. Và nó có một cái ứng dụng khác là super resolution đúng không, không biết là bạn nào có nghe cái từ gọi là super resolution chưa, như là super resolution. Thì mấy bạn sẽ dùng cái này để làm cái việc đấy đúng không? Sau này mấy bạn sẽ dùng đó. Ví dụ như là cái mục đích là gì, là cái super resolution đó là ví dụ như là một cái tấm ảnh có cái thước nhỏ thôi đúng không, ví dụ như là mấy bạn có cái tấm ảnh là cái thước là 200 nhân cho 200 đúng không, thì lúc lúc trước tới giờ là hầu như là resize down sample thì mấy bạn nghe rất là nhiều đúng không, resize down sample là mấy bạn thấy max là từ cái thước 200 nhân 200 đúng không, thì mình sẽ giảm nó còn 100 nhân 100 ví dụ vậy đi đúng không, thì mình sẽ down sample. Bây giờ là làm sao mà từ 200 mà lên với là 400 nhân 400 cái thước đúng không, thì tất nhiên là một cái cách là đơn giản nhất mà thông thường nhất là mấy bạn double lên thôi đúng không, thì sau khi mà resize cái tấm ảnh mà double nó lên thì nó sẽ có nhiều cách là fill up các cái thuật toán ví dụ như là
linear gì đó, combine nó lại đúng không? Thì 400 nhân 400 thì đôi lúc nó cũng còn ok, nhưng mà ví dụ như là cái từ cái tấm ảnh mà 200 200 đúng không, mà lên cái tấm ảnh là ví dụ như là 2000 nhân cho 2000 ví dụ vậy đúng không, thì mấy bạn biết là mấy bạn làm mắt lá sorry nhầm làm Photoshop và cái tấm ảnh gì mà từ 200 200 mà lên 2000 2000 là tất cả các tấm ảnh nó bị vỡ hết đúng không, người ta gọi là bị vỡ vỡ cái tấm hình đó, có nghĩa là nó sẽ tạo các artifacts. Nó rất là rõ ràng đúng không, thì cái số bờ là làm sao mà từ cái tấm ảnh rất là nhỏ lên một cái tấm ảnh resize lại một cái tấm ảnh rất là bự mà nó là kiểu giống như là người ta làm sao mà như thật á. Đấy, thì bạn lưu ý cái đấy rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần mình sẽ nói qua về cái phần lúc nãy là mình đang nói về cái mạng forward network đúng không? Sorry tuần trước đúng không? Forward network đúng không? Bây giờ là làm sao mà người ta đi gọi là back lại. Thì mình sẽ giới thiệu về cái backdrop đúng không? Thì là một cái mà có thể là ai mà nghe tới đó, thì biết đó là backdrop đó, thì nó là khá là quan trọng đúng không? Đúng không? Nhưng mà có thể là mấy bạn nghe tới ồ sao mà nó phức tạp, tính toán rồi nó phức tạp, nhưng mà hôm nay mình giới thiệu thêm, mình cố gắng mình nói một cách rất là đơn giản là ở cái mạng mà một nhân một đúng không, hoặc là cái cách là cái cách làm sao mà người ta giải cái bài toán optimization. Thì ví dụ như là mình nói một cái là rất là đơn giản là vậy đi đúng không, một cái mạng y bằng fs f y bằng fx bây giờ đơn giản như thế này thôi, bây giờ s là cái mà mình cần tìm, bây giờ thật ra là đúng không? Ví dụ như là mình y bằng fx đúng không, thì s là cái này nha, y là cái này được chưa, bây giờ mình muốn tìm ở cái mục đích của y bằng fx ở đây á, là gì, là giả sử s là một cái một bộ biến ok one dimension thôi nha, thì mình cái vấn đề của mình đặt ra là mình tìm cái giá trị của f nào đó mà hàm y được chưa, nó sẽ đạt ở cái giá trị gọi là cực tiểu đúng không? Ở trong trong này trong cái trường hợp cụ thể này á, gọi là cực tiểu đúng không, đúng không? Có thể là cực đại thì nó là trừ nó lại là nghĩa là cực trị, nhưng mà ở đây là giả sử như là mình muốn tìm mình có cái hàm y bằng fs được chưa? Cái hàm y bằng fs được chưa? Mình tìm cái giá trị y sorry cái giá trị f mà làm sao cho cái y là có cái giá trị là gọi là cực tiểu, đồng ý không, mấy mấy bạn hiểu cái vấn đề mà mình đặt ra chưa? Rồi bây giờ mình hỏi mấy bạn là solution của mấy bạn là gì, cái cách giải giải của mấy bạn là gì? Ok thì mấy bạn tính là đạo hàm đúng không, y gì y phase là bằng f phase x đúng không, rồi mấy bạn cho nó bằng không đúng không? Đúng không? Rồi á là như vậy là cuối cùng là bạn phải giải cái phương trình là f phase x bằng không và mấy bạn tìm được cái giá trị của f đúng chưa, đồng ý không, đồng ý không? Ok nhưng mà cái vấn đề là cái đấy là cái lúc mà cấp 2 á, thì mình học là rất là ok đúng không, thì tại vì á, là cấp 2 á, là mình học ví dụ như là cái hàm hàm hai biến đi đúng không, cái hàm hàm hai hàm ở sorry nhầm không phải hai biến nhầm cái bậc hai đi, ví dụ như là 2x bình phương cộng 3x cộng 3 đi bằng không, thì khi mà đạo hàm á là nó sẽ còn là ví dụ như là 4x cộng 3 bằng không, thì mình rất là dễ dàng mình tìm được cái giá trị của x, đồng ý không? Nhưng mà ví dụ như khi đó mình có một cái hàm như thế này đúng không, một cái hàm gọi là bậc rất là cao, ví dụ như là hàm f là f của x đúng không, sorry y bằng fx mà x này á, là giả sử như nó lên có khoảng cỡ 100 độ hàm cấp 3 đúng rồi ok rồi mình đang đợi là độ hàm là cấp 3 đúng rồi. Ủa chứ lúc nãy mình nói cấp mấy quên mất rồi đúng không? Ví dụ như là khi mà đạo hàm đúng không là s 100 đúng không, khi mình như vậy là bây giờ tới phiên mà giả sử như là s power giống như là lý thừa 100 đi đúng không, đúng không, thì giả sử như đó thì làm sao mình tìm được cái s
đúng không, cái cấp 3, cấp 2, cấp 3 đúng không, mình cấp 3 đúng không. Ok, thì giả sử như là cái hàm số đó là hàm bậc 2 đúng không, thì mấy bạn lấy độ hàm mấy bạn tính được, bậc 3 mấy bạn lấy độ hàm bạn tính được. Bây giờ giả sử như là tới bậc 4, bậc 5, bây giờ tới bậc 10 thì mấy bạn làm sao, mấy bạn làm sao, mấy bạn tìm được cái ác. Mấy bạn có hình dung cái câu hỏi của mình không? Ví dụ như là bây giờ mình hỏi là giả sử như là mình cho mấy bạn lại cái hàm fx đúng không? Là bằng ví dụ như là 100 của x 99 đúng không? Cộng cho giả sử như là 99 của x 98 ví dụ vậy đi đúng không? Cộng chấm chấm bằng gì đó bằng không đúng không? Cộng cho 90 giả sử như là 98 của x power 97. Đấy, thì bây giờ làm sao mình giải? Bây giờ làm sao mình giải? Hello, mấy bạn đâu hết rồi? Đấy, như vậy là không có giải được bằng phương pháp gọi là cấp 2. Đúng không? Sorry, cấp 3. Được chưa? Đúng không? Có nghĩa là mình sẽ không có giải được cái phương pháp bằng cấp 3, có nghĩa là cấp cấp 3 đó, hồi nãy cấp 3 đó, như là, ồ mình tính được đó không? Bây giờ như vậy là mình tính cái độ hàm một cái là mình đâu nó mình nó bằng không thì mình biết nó bằng không rồi, nhưng mà làm sao để tìm được cái giá trị bằng không á thì mình không có làm được. Đấy, đấy là người ta mới nghĩ ra cái trò gọi là gradient descent á, là mấy cái mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho mấy bạn á. Gradient descent là cái mà mấy bạn nghe đi đâu cũng nghe khi mà nói về cái deep learning hay là cái neural net đúng không? Thì như thế này, bây giờ mình quay trở lại cho bài hồi nãy đi đúng không? Giả sử như là như thế này đi. Thì đầu tiên là người ta random một cái giá trị nào đó, mình không biết cái gì, vấn đề là mình đi tìm cái ác đúng không, đúng không? Thì bây giờ mình random một cái giá trị nào đó, bây giờ giả sử như là cái điểm mà random của mình là ngay chỗ này, được chưa, đúng không? Giả sử như là ác, giả sử như là ngay chỗ đây là nó bằng giả sử như là 0,7 thì giả sử như là vậy đúng không, ác bằng 0,7. Cái vấn đề là bây giờ mình sẽ tính cái slope của nó đúng không, mình tính cái slope có nghĩa là mình tính cái này, có nghĩa là mình sẽ tính được là cái đạo hàm tại cái giá trị x, x cái này là bằng 0,7 đúng không, rồi bằng bao nhiêu đúng không, đó cái đó là cái tính cái slope. Rồi sau đấy á, là mình sẽ mình tính được cái đạo hàm đúng không, thì sau đó là mình sẽ gì làm tiếp theo là cái gì, mình sẽ update cái x, có nghĩa là mình sẽ từ cái x đây mình sẽ move tới một cái x mới đúng không, là bằng x ví dụ như là x new phải không, là bằng XO đúng không, trừ cho một cái gọi là learning rate đúng không, cái rate nào đó đúng không, nhân cho cái hàm đạo hàm. Đúng không? Mấy bạn có cái đồng ý cái chỗ nào? Mấy bạn hiểu không? Mấy bạn cho mình chút mình lấy cái này chứ. Ôi, có bạn nói là không vào được, không biết để mình check ra mấy bạn.
mới là vô không được, vì sao sao? Ok, thì mình sẽ chạy nó như thế này đúng không? Mình sẽ update nó từ từ đúng không? Thì tất nhiên là tính trong thực tế mà tính cái đây là như thế nào á, ép mà đạo hàm nó như thế nào thì mấy bạn biết là đôi lúc có những cái hàm mà mình tính không được đúng không? Ví dụ như lúc nãy mình ví dụ như là y bằng 100 100 nhân cho x power, để mình hỏi thì có bạn nào vào không được. Thì tới đoạn hiểu rồi. Thì bây giờ nè, ở cái giá trị này là người ta sẽ làm một cách là gọi là iteration đúng không? Cái bây giờ mình hỏi nè, ví dụ như là cái đạo hàm của x đúng không? Đạo hàm của x thì mấy bạn hình dung thì nó tính như thế nào không? Đúng không? Cái đạo hàm của x là ví dụ như là mấy bạn biết á, là nó có những cái hàm mà mình tính đạo hàm khá là dễ đúng không? Những có những cái hàm mình tính đạo hàm cực kỳ phức tạp mà không thể nào mà tính được cái đạo hàm sẵn, là một công thức sẵn nào cả, thì mấy bạn có biết nó tính như thế nào không? Đúng không? Đúng rồi, dùng hoàn toàn là dùng cái định nghĩa đó. Đạo hàm là gì? Đúng không? Đạo hàm cái này là chính là độ thay đổi của hàm f chia cho cái độ thay đổi của x đúng rồi. Ok. Đúng rồi, e tới không đúng không? Thì nó tất nhiên là nó có nhiều cái cách khác nhau. Cái cách đây là định nghĩa, nói chung là về định nghĩa có cách thứ nhất. Thì như vậy là nó có nhiều cái đạo hàm người ta tính không được, và đặc biệt là ở trong cái mạng neural net mà hôm nay mình nói đó, tất nhiên nó tính không được bây giờ, thì người ta sẽ dùng cái này đúng không? Thì mục đích là gì? Cái S của này á, là nó sẽ chạy từ từ đúng không? Có mục đích của nó là mình sẽ mấy bạn biết là tại sao nó dùng dấu trừ, là tại vì nó muốn ngược lại, mình sẽ chạy ngược lại so với cái hướng của thằng này đúng không? Mình sẽ chạy từ 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 từ, và nó sẽ mình hy vọng đúng không, là nó sẽ đi về tới cái điểm này đúng không, rồi nó chạy qua chạy lại gì đó đúng không, rồi cuối cùng á là nó đi tìm được cái điểm này được chưa. Thì mấy bạn đầu tiên bây giờ nè, mấy bạn có biết là nó tính như thế này chưa, cái cách mà gradient, nó gọi là gradient descent, tại vì gradient đúng không, là cái đạo hàm này đúng không, descent là cái cách mà nó làm giảm trừ r nhân cho cái đấy đúng không. Thì mấy bạn có hình dung ra đầu tiên là đừng có nói về cái mạng neural net hay gì này này nọ đó, cái đây là cái cách mà người ta giải cái bài toán người ta tìm cái giá trị x sao cho cái hàm đạt được cái gọi là minimum đúng không. Cái chain rule thì từ từ đúng không, cái chain rule thì tí nữa, nhưng mà ở đây là cái mấy bạn có hình dung, mấy bạn có hiểu cái chỗ này không đã. Đầu tiên là làm sao mà người ta có cái hàm y bằng x đúng không, và người ta tính cái này được chưa. Thì bây giờ thì thay vì á, là mấy bạn nói lúc nãy giờ á, là mình nói là cái y á, là mà sorry, y bằng fx đúng không, y bằng x đúng không, x là một gọi là đơn biến đúng không, một biến và cái chiều đó là một dimension đúng không. Bây giờ mấy bạn cứ hình dung là ví dụ như là bây giờ mình có n dimension cho cái x là bây giờ thành một cái vector, thì người ta cũng làm y như vậy, người ta cũng tính cái đạo hàm đúng không, như thế này đúng không, người gradient nó như thế này đúng không, thì sau đấy là người ta cũng update các cái tham số như vậy, thì thay vì cái hàm đây là hàm y bằng fs một biến thì nó là n dimension của cái này. À, thì người ta ví dụ như là hình dung, mấy bạn hình dung là nó sẽ chạy đi từ từ đúng không, được chưa. Rồi mấy bạn có hiểu thấy chỗ này chưa, đồng ý chưa? Rồi từ từ bây giờ nè, bây giờ lúc nãy là mình nói là x new đúng không, cái đây là bằng xo sorry nha, trừ do cái learning rate, mình giả sử như là ký hiệu một cái mười đó đi đúng không, nhân cho cái đạo hàm mà sao nó là mình nói bây giờ mình dùng cái từ nó là delta f đi, sorry, gradient của f đi đúng không, đồng ý không. Bây giờ nè, bây giờ mình sẽ bàn tiếp tới một chút nữa đúng không. Thì ở đây là gì, cái learning rate này á,
là hồi nãy giờ mình nói là cái làm cho nó hội tụ về, dùng cái từ tiếng Việt gọi là hội tụ về cái điểm này đúng không? Giả sử như là ở ngay chỗ này, mình xuất phát từ cái điểm ngay chỗ này, mình xuất phát từ cái điểm này, đồng ý không? Mình sẽ thì mình á là gì, mình mong muốn là nếu như mình mong muốn cái thuật toán của mình nó chạy nhanh nhất có thể đúng không, thì có nghĩa là gì, là mình muốn nó chạy xuống cái điểm mà local này là gọi là nhanh nhất có thể, đồng ý không? Mà nhanh nhất có thể là nếu như s ở đây mấy bạn hiểu này, cái s new là bằng xo trừ cho cái learning rate đúng không, nhân cho cái đạo hàm. Thì mấy bạn biết là dù xuất phát tại một cái điểm đây thì cái đạo hàm đây, ví dụ như mình tính là tại một cái điểm mà specific, mà cái điểm này á, thì cái đạo hàm đấy có phải là cố định không, đúng không? Cái đạo hàm tại cái điểm này luôn này đúng không, là một con số. Bây giờ nếu như mình muốn mà chạy cho nó nhanh thì có phải là chỉ bằng một cái cách đó là mình tăng cái learning rate này nó đi lên không? Mấy bạn có hiểu cái chỗ này không nè, đúng không? Đúng đúng không, mình sẽ tăng cái learning rate này nó đi lên, ok đúng không? Thì mấy bạn biết là mình nói lại nè, không biết là có bạn nào không hiểu không, mấy bạn mà hiểu thì ok rồi, mấy bạn nói ok là ok rồi, còn mấy bạn mà không hiểu thì không biết là sao, không biết mấy bạn có nói không đâu. Mình cần phải là gọi là mình phải tăng cái learning rate là chỉ còn một cái cách duy nhất thôi đúng không? Thì tại vì cái tại mình nghĩ là tại một cái điểm cố định này thì cái gradient nó là cố định, bây giờ mình mong muốn cái này nhanh nhất có thể là mình muốn chạy cho nhanh thì mình phải tăng cái learning rate. Thì thông thường á, ban đầu thì ok, ban đầu thì tại vì là mình đang ở xa nó quá thì mình mong muốn chạy nó rất là nhanh, mình chạy xuống cái điểm cái hố này nè rất là nhanh, thì mình chạy có thể là chạy này đúng không, đúng không? Chạy này ví dụ chạy bước thứ hai là chạy tới này. Nhưng mà ở cái vấn đề mà khi mà nó gần đạt tới cái điểm mà minimum mà mấy bạn mà vẫn còn giữ cái learning rate này mà nó cao quá, thì mấy bạn biết á, là giả sử như là cái S ở đây đúng không, thì đôi lúc á, là nó chạy tại vì cái S mà đúng không, thì nó chạy là để chạy ngược qua này đúng không, hay là nó là chạy có nghĩa là cái sự thay đổi nó của nó khá là lớn đúng không? Nhưng mà khi mà mấy bạn biết á, là khi mà nó gần nó sát ở ngay cái điểm mà minimum rồi á, thì mình cần là gì, cần cái độ thay đổi nó rất là nhỏ đúng không, lúc này là mình cần phải fine tune nó, mà nó gọi là nó có trong tiếng Việt nó gọi là cái từ gì, gọi là gì, tinh tinh chỉnh đó. Gọi là gì, chỉnh thô chỉnh tinh à. Không biết là mấy bạn có đúng là tinh chỉnh đúng không, đúng không? Có nghĩa là chỉnh thô, có nghĩa là mấy bạn tưởng tượng là lúc nào là mình đi chỉnh thô đúng không, có từ chắc là đúng đúng không, mình chỉnh thô có nghĩa là ồ mình sẽ chạy nhanh về cái điểm mà ở gần cái điểm mà minimum đúng không, rồi sau đó mình mới tinh chỉnh nó lại, mình chỉnh lúc này là mình sẽ chỉnh rất là nhỏ lại. Chứ còn lúc lúc mà mình vẫn cái giữ cái phương pháp mà chỉnh thô á, mà ở ngay cái chỗ mà mình gần đạt được cái điểm đó rồi á, thì nó cứ nó chạy tùm lum hết đúng không, thì nó rất là khó, nó lúc đó là nó là có cái gọi là nó bị ngược lại, có nghĩa là nó phản ứng ngược á, ngược lại có nghĩa là ồ lúc đó là mình lại đi khó nó tìm được cái điểm điểm hội tụ, được chưa? Thì đấy là lý do tại sao á là người ta sau này người ta train á, thì ở cái learning rate này nè, thì một số cái iteration đầu tiên được chưa, thì người ta giữ cái learning rate cái là cao, được chưa? Sau đấy mà chạy qua vượt qua một cái ngưỡng nào đấy thì mấy cái learning rate ấy, người ta sẽ giảm nó lại, người ta giảm từ từ, ví dụ như là có cái là người ta giảm theo một cái number of iteration ví dụ vậy đi đúng không, ví dụ như là người ta chia để mà người ta bắt đầu là người ta làm càng ngày càng nhỏ lại cái learning rate. Vậy giờ mấy mấy bạn có bây giờ mấy bạn có hiểu cái idea chưa, cái đó mấy bạn có hiểu cái idea high level idea để mà sau này giống như là đi 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 phỏng vấn, giống như là hỏi ồ cái learning rate là cái gì đúng không, và tại sao phải làm như vậy, thì mấy bạn phải hiểu là cái gốc của nó có cái lý do hết đúng không, nó từ cái toán học mà ra, ví dụ như là cái hàm toán nó như thế này đúng không, thì mấy bạn sẽ giải thích được là cái hàm toán nếu như mà giả sử như là mình gần đạt được cái minimum rồi, được chưa? Mấy bạn hình dung lại này, gần đạt minimum rồi, cái điểm minimum ở đây đó, mình gần đạt cái minimum rồi mà mình dùng cái learning rate nó vẫn còn có quá cao, thì lúc đó nó sẽ chạy, nó chạy ngược đúng không? Nó chạy tùm lum hết, nó chạy ngược, được chưa? Đấy thì mấy bạn lưu ý cái đấy là tại sao, mà thứ nhất là tính ok rồi như vậy đúng không,
Bây giờ nó có một cái nữa là cái đây, ok, rồi. Khá là nhiều cái kiến thức nhỏ nhỏ đúng không? Thì để mà mục đích là để cho mình gộp nó lại, là để bắt đầu là hôm sau á, là thầy Kiên sẽ dạy, là sẽ đi rất là nhanh, đi sau thì Ngọc đi rất là sâu vào các mạng đúng không? Từng cái mạng cụ thể mấy bạn lưu ý vậy. Thì cái tuần sau á, ok, thì như thế này, ok, đặt ra cái câu hỏi đó luôn đúng không? Thì có bạn như thế này. Thì cái mạng nó như thế này, rồi thì ở đây là mình nói là mình nhắc lại á, cái tuần tuần sau á, 2 3 tuần sau nữa là thầy Kiên á, ở Úc á, là sẽ hướng dẫn mấy bạn được chưa, thầy Kiên ở Úc sẽ hướng dẫn mấy bạn được chưa, thì Kiên thì hướng dẫn mấy bạn giống như mình nói là từ lúc 10 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa chủ nhật, được chưa? Thì sau đây mấy bạn về 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 như vậy đúng không? Thầy Tuấn chắc là thầy Tuấn có thể là mình đưa thầy Tuấn dạy một trong hai một cái bữa cuối á, có dự kiến thầy Tuấn dạy, nhưng mà hiện nay thầy Tuấn khá là bận ở mấy cái lớp khác á, nên là mình đang tính là để cho một vài cái buổi cuối cùng á, nhưng mà ở cái thầy Kiên thì tuần sau thầy Kiên sẽ hướng dẫn cho mấy bạn, thì tuần sau bắt đầu thầy Kiên sẽ đi sâu rất là sâu vào cái network, mấy cái architecture đúng không? Thì mấy bạn lưu ý đi rất là sâu vào mấy cái architecture được chưa? Thì đấy là tại sao mình cố gắng ở 2 tuần đầu mình đưa ra mấy cái khái niệm gọi là rất là small business, rất là nhỏ như thế này đúng không? Để cho mấy bạn nắm, mấy bạn hiểu. Chứ mấy tuần sau thì, nhưng mà mấy bạn cứ hỏi nha. Vậy sẽ học với thì Kiên á, thì có chuyện gì thì mấy bạn không hiểu thì mấy bạn cứ hỏi, không có vấn đề gì cả. Mặc dù là đi sâu về cái architecture của network đúng không? Thì bây giờ nó như thế này, giống như là lúc nãy mình nói đúng không, thì ví dụ như là mình cái mong muốn của mình là gì, cái hàm á, thì có thể là nó như thế này đúng chưa, ở đây là mình nói là một dimension thôi, ý của mình là cái x á, là một dimension đúng không? Thì cái như vậy là cái vấn đề của mình đó, là ngay chỗ đây đó, là mình cần đi tìm cái điểm này đúng không? Khi mà lúc trước mình nói là cực trị đúng không, khi mà mình tính đạo hàm đúng không, hồi nhỏ mình cấp 2 á, mình tính đạo hàm á, thì cái đạo hàm ngay chỗ này nó cũng bằng không, đạo hàm ngay cái chỗ này nó cũng bằng không, đạo hàm ngay chỗ này nó cũng bằng không. Thì có phải là không biết mình dùng đúng không, có nghĩa là cái điểm cực trị đúng không, nhưng mà không không phải không, điểm cực trị nó không nhất thiết á, là cái hàm nó đạt cái giá trị nhỏ nhất. Không biết là mình dịch sang tiếng Việt vậy có đúng không, đúng không, có thể là nó đạt cực trị đúng không, có phải là dùng từ cực trị không ta, sorry mấy mấy bạn correct mình nếu như mình sai nhỉ. Thì cái điểm cực trị thì không có thể là cái nhỏ nhất, có nghĩa là đấy, thì cái vấn đề mà mình mong muốn á là cái món mình cái mà mình mong muốn á, là mình muốn tìm được cái giá trị nhỏ nhất ngay chỗ này đúng không, chứ mình không muốn tiền cái chỗ này đúng không. Thì mấy cái điểm này á, khi mà nói á, là người ta gọi là nó bị cái vấn đề gọi là local minimum đúng không, gọi là local minimum được chưa. Còn cái điểm mà mình mong muốn là nó đi như thế này, mấy bạn lưu ý cái điểm mà mình mong muốn đó nha, nó là cái giá trị nhỏ nhất được chưa, chứ không phải là cái bị cái local minimum ở cái chỗ này được chưa. Nhưng mà giả sử như mình khởi động nó từ đây đúng không, đúng không? Mình random nó từ đây đúng không, mình chạy đúng không, thì một hồi sau đó là mình tinh chỉnh đó, là cuối cùng nó vào cái hố ngay cái chỗ này, nó cứ nó làng vàng ngay cái chỗ này đó, là cuối cùng là mình xác định được cái điểm này, nhưng mà mình không có cách nào mình thoát ra cái chỗ này, mình không 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 thể nào mình thoát ra để mình đi tìm cái chỗ này. Cái đây là một cái mặt trái của cái mà cái learning rate mà nó giảm theo thời gian hồi đúng không, thì ngay chỗ này đấy là cái drawback đúng không? Mấy bạn phải phải nói tiếp được luôn là cái drawback nó bị cái chỗ này đúng không. Giả sử như là cái learning rate mà đủ lớn ví dụ như đi, thì khi đó là mấy bạn nhảy cái châm nó qua bên này luôn đúng không. Thì sau đó là nó có thể là nó tốt và tự nhiên là mình chạy lại cái chỗ này, nhưng mà mình cũng không biết được đúng không. Thì đó là tại sao á, là đôi lúc á, người ta random nhiều lần ví dụ vậy đúng không, người ta dùng cái hàm này đúng không, người ta dùng theo phương pháp là random cái chỗ này, thì mình hy vọng á, là random á, là mình có được cái giá trị S khởi tạo nó là ngay chỗ này,
hay là cũng có thể là random á, mình may mắn á thì mình may mắn á thì giả sử như là mình làm được cái chỗ này, đúng không? Cũng có thể là không may mắn thì nó làm ở chỗ nào đấy, chỗ khác, đúng không? Thì ấy thì cái phương pháp là đôi lúc người ta phải random nhiều lần, đúng không? Để mình khởi tạo các cái giá trị của ác để đi tìm cái đấy. Thì đấy là tại sao mình đề cập vấn đề này, là tại vì có bạn hỏi là mấy bạn hỏi là nếu như mà thay đổi cái landing page ấy, thì mình sẽ bị rơi vào cái hố gọi là local minimum chứ không phải là global, mà cái mà mình mong muốn đó là global. Rồi bây giờ một cái tiếp theo nữa, đúng không, là nó như thế này. Đó. Ok. Bây giờ là ở cái vấn đề lúc nãy á, là mình có gì? Mình có một cái giá trị của x, đúng không? Để mình tính y bằng fx. Bây giờ nó đơn giản. Bây giờ vấn đề là hôm nay á, là mấy bạn khi mà train cái network á, thì mấy bạn thấy là một lần mấy bạn đưa vào một cái batch của một cái số ảnh, đúng không? Mấy bạn batch thì khoan, mình khoan hãy nói về cái batch là cái gì, đúng không? Từ từ cái đã. Nhưng mà giả sử như á, là cái dataset của mình, dataset training của mình là nó có 1.000 cái tấm ảnh, 1.000 cái picture, đúng không? Giả sử như là cái dataset của mình nó có khoảng cỡ 1.000 cái picture. Bây giờ quay trở lại là khi mà mình tính cái gradient của F, đúng không? Thì bây giờ mấy bạn hình dung này, có phải là một cái tấm ảnh mà mình đưa vào, đồng ý không, thì mình có được một cái giá trị của F. Như vậy là 1.000 cái tấm ảnh mình đưa vào á, mình chạy cái forward network mà, đúng không, thì nó sẽ có là 1.000 cái giá trị của F. Bây giờ như vậy á, là mình làm sao để mình tính được là cái gradient của F? Đó là cái câu hỏi đặt ra. Mình mấy bạn có hình dung ra cái chỗ này hay không? Nè, ví dụ như là lúc nãy á, bây giờ nè, mấy bạn có hình dung không? Ví dụ như là một cái tấm ảnh, đúng không? Khi mà mình flow cái network mà từ trái qua phải, đúng không? Người ta gọi là chiều forward đó, đúng không? Thì thôi bây giờ mình đặt cái chỗ này đi cho nó dễ hình dung này. Chứ làm F F à. Thì bây giờ nè, cái network của mình á, là sau khi như thế này, đúng không, sau một hồi cái step này, đúng không, thì nó sẽ có một cái lớp gọi là lớp layer, gọi là cái lớp cuối cùng gọi là fully connected, đúng không, fully connected, đúng không, FC, đúng không? Và sau đấy á, là nó có cái người ta sẽ tính được, người ta sẽ tính được cái hàm hàm sai số, đúng không, hàm mà coi thử là nó sai như thế nào, đúng không? Thì mình dùng mấy cái từ mà nó khá là bình dân trước đi, đúng không? Ví dụ như là mình có cái dot, đúng không, cat, đúng không, đây là dot, đúng không, đây là cat, đúng không? Rồi sau đó là mình sẽ tính được cái là có phải dot hay không, cat hay không, đúng không, cái dot hay không, đó cái không, cho mình build được cái hàm f, đồng ý không? Mấy bạn cái đồng ý cái chỗ này, mấy bạn có nhớ cái hàm f người ta gọi là cái hàm gì không? Không, softmax thì cái từ đó là softmax, là lưu ý là chẳng qua là cái F cuối cùng này nè, không phải cái F cuối cùng này nè, để mà bắt đầu mình tính đó, hàm lỗi đó, theo tiếng Việt người ta gọi là hàm lỗi đó, đúng không, chứ không phải cái F. Mấy bạn hình dung này, cái F và để mà mình minimize là mình minimize cái gì, mình minimize cái hàm loss function, đúng không? Cái hàm F này người ta gọi là cái hàm loss function. Được chưa? Chứ không phải là softmax. Softmax là chẳng qua là một cái cơ chế để tính ra cái hàm loss thôi. Được chưa? Thì cái hàm F mà lúc nãy giờ mình nói là y bằng fx gì đó, thì thực ra cái hàm F đó là cái hàm loss function. Mấy bạn hình dung ra chưa? Đúng không? Mấy bạn lưu ý cái điểm này. Thì bây giờ nè, cái vấn đề của mình là muốn tính cái gradient của F, đúng không? Gradient của cái hàm loss. Mấy bạn hình dung ra tại sao, bây giờ mấy bạn có hình dung ra tại sao mình đi tìm cái gradient của hàm F chưa? Để không ấy thì mình lại, tại vì cái hàm F là bao giờ mình làm một cái phương pháp gọi là training, đúng không? Training là mình tìm rất là nhiều cái parameter, mà giống như hôm rồi cái tuần trước mình nói về cái network đó, rất là nhiều cái parameter, nó có vài ngàn cái parameter hay là vài trăm ngàn cái parameter mình cần phải train,
mình tìm đúng không? Trend nó là đi tìm á, là chẳng qua là tính gradient ở đây là mình xem cái hàm F này là một cái hàm số của các cái parameter đó. Mấy bạn hiểu hiểu cái F chưa, đúng không? Đúng không? Thì cái vấn đề là mình sẽ cần phải minimize cái hàm F, đúng không? Minimize cái hàm F thì có nghĩa là mình phải cần phải đi tính cái gradient của cái hàm F. Đúng không? Thì cái gradient hàm F đó là chỗ này. Đúng không? Nhưng mà cái vấn đề của mình á là cái gradient của hàm F á, mấy bạn có hiểu không ta? Thì bây giờ muốn tìm cái gradient của hàm F á thì mình phải tính được cái hàm F, đúng không? Đúng chưa? Thì bây giờ cái vấn đề là gì? Cái vấn đề á là cái hàm F này là một lần á, là giả sử như là mình có một cái tấm ảnh, đúng không? Một cái tấm ảnh mà mình flow nó qua cái network á thì mình có được một cái giá trị của F, đồng ý không? F1 là cái tấm ảnh thứ nhất. Rồi. Cái tấm ảnh thứ hai mà khi mình flow qua cái network á thì mình lại có cái F2. Đúng không? Mấy bạn có hiểu hiểu chỗ này không? Như vậy là cái vấn đề là cái cơ chế là nó có cái hàng hàng ngàn cái tấm ảnh đưa qua cái network này. Như vậy là mình có hàng ngàn cái F. Đúng chưa? Đúng không? Mình có hàng ngàn cái F như vậy. Thì bây giờ như vậy là mình lấy cái nào? Đấy, đấy là cái vấn đề của cái trong cái mà gọi là cái neural net á, nó có cái vấn đề đấy đúng không? Thì cái neural net không phải là mình có một chỉ có là một cái giá trị của S, mà bây giờ là một lần á là mình không có cái giá trị nào cả đâu, mình có cái F. Như vậy là bây giờ là ảnh á, thì mình có rất là nhiều, có 1.000 cái tấm ảnh, đúng không? Có 1.000, giả sử như là cái dataset mình có 1.000 cái tấm ảnh đi, mình flow qua cái network này, cái mình tính cái F, đúng không? Thì tất nhiên á thì người ta sẽ tính trung bình, đúng không? Có nghĩa là cái tính cái hàm F này là ví dụ như là mình tính qua 1.000 cái tấm ảnh, đúng không? Thì mình tính cái trung bình, cái đó thì cái chuyện đó là ok rồi, ai cũng dễ hiểu rồi, đúng không? Bây giờ mình tính trung bình của cái F thôi, có nghĩa là hàm lót á, 1.000 cái tấm ảnh mình đưa qua trung bình, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề này nè, cái vấn đề ở đây á là một lần mà nếu như mình có 1.000 cái tấm ảnh mình đưa qua, mình tính có nghĩa là mình flow qua cái network, có nghĩa là mình có được 1.000 cái hàm F, đúng không? 1.000 cái hàm F, sau đó mình tính gradient cho mình update lại cái network, mình update lại cái sorry mình update lại cái parameter. Bây giờ như vậy ở đây là bị cái vấn đề ở đây là cái computation. Giả sử như 1.000 cái tấm ảnh, không nói 1.000.000 cái tấm ảnh đi, 1.000.000 cái tấm ảnh thì sau đó mà khi mà flow qua network thì mấy bạn phải biết là biết bao nhiêu cái tính toán để mà ra được cái hàm hàm load function, đúng không? Một cái tấm ảnh như vậy mà phải flow hết toàn bộ qua cái network, forward network đó, thì sẽ có biết bao nhiêu cái phép tính toán để tính mới có một cái F. Mà bây giờ có hàng triệu cái tấm ảnh đưa vào qua thì nó có hàng triệu cái F, như vậy nó tính toán rất là nhiều, đồng ý không? Mới mới tính được cái network. Thì bây giờ người ta mới nghĩ ra một cách khác, đúng không? Thì người ta mới dùng cái gọi là cái batch ở đây á, thì thay vì giả sử như là nó có 1.000.000 tấm ảnh đó, bây giờ thì người ta chỉ chia ra làm thành nhiều cái batch, có nghĩa là ví dụ như là một cái batch như vậy chỉ có là giả sử như 500 tấm ảnh thôi, thì 500 cái tấm ảnh đó người ta flow qua một lần và người ta update cái parameter một lần, và sau đó người ta sẽ lấy 500 tấm ảnh khác người ta flow qua, người ta tính một lần đấy, chứ không phải là đưa hết cả triệu cái tấm ảnh vào một lần mà để mà tính toán. Cái đấy là cái cách mà làm ở trong thực tế để mà giảm cái computation, đúng không? Thì cái đấy là để mấy bạn hiểu được là tại sao nó mới sinh ra những cái chuyện đấy, chứ không phải là tự nhiên người ta ngồi người ta nghĩ, đúng không? Vì bị cái vấn đề gì, có nghĩa là cái trade-off giữa cái computation với cái accuracy, đúng không? Cái mà mình mong muốn là gì? Cái mình mong muốn đó là hết qua cả triệu tấm ảnh đó, đúng không? Thì mình hy vọng là mình tìm được cái minimum nó chính xác hơn, đúng không? Nhưng mà giả sử như là mấy bạn hình dung là nếu như mà mình giả sử như thế này, đúng không? Cái hàm nó như thế này, đúng không? Thì đôi lúc đó, thì nó sẽ chạy lung tung, tại vì là có những cái lúc đó là mình lấy 500, giả sử như mình lấy 500 cái tấm ảnh đó là loại này đi, nó chạy qua cái chỗ này, đúng không? Là 500 cái tấm ảnh khác đó là nó là chạy qua cái chỗ ngược lại khác, chạy qua chạy lại, nó cứ nó trong tùm lum, đúng không? Thì cái mà mình mong muốn là mình lấy cả 1.000.000 cái tấm ảnh mình đưa nó vào mình tính, thì mình hy vọng là cái mình dễ dàng mình tìm cái global minimum hơn. Nhưng mà ở cái vấn đề trade-off là vấn đề mà tính toán đó, thì 1.000.000 tấm ảnh cứ một lần mà đưa qua, một lần đưa qua như vậy là cái độ phức tạp nó rất là lớn, đúng không? Tính toán thì đấy là người ta mới nghĩ ra cái chuyện là batch. Batch là cái mà hôm nay mà mấy bạn bắt đầu xài đó, đúng không? Mình cứ giới thiệu mình xài trước, đúng không? Cái batch đó, đúng không? Thì
người ta chia ra cái tấm ảnh quan trọng nhất ở đây. Cái idea đây là người ta chia cái set của tấm ảnh ra từng cái subset đúng không? Và người ta đưa ra đưa vào à. Các bạn có hiểu cái chỗ đó không ta? Hello. Ok, đấy thì mấy hình dung tại vì là chắc chắn là khi mà sau này thì đi phỏng vấn hay là đụng tới mấy cái đề này thì mấy bạn cũng sẽ bị những cái vấn đề này đúng không? Thì sau này là người ta mới nghĩ ra một cái chuyện nữa là batch normalization đúng không? Thì hôm nay mấy bạn đang đi làm cái normalization mà giống dễ như là trừ để ship nó về cái gọi là normal distribution nó ship ấy, thì người ta mới làm cái chuyện là batch normalization đúng không? Nó có một cái layer khác, batch normalization là người ta normalize data trong cái batch này thôi, thay vì người ta normalize data trong toàn bộ cái set đúng không? Đấy thì bây giờ là quay trở lại cái lúc nãy đúng không, quay trở lại lúc nãy. Bây giờ nè, backdrop là cái vấn đề ở đây á, là bây giờ làm sao mình tính được cái đạo hàm hay là cái gradient đúng không? Cái gradient của hàm S bây giờ nè, mình nhìn vào một cái là cái đơn giản nhất của cái network này đi. Đúng không? Thì giả sử như là một cái net, hai cái net, ba cái net, sau á là giả sử như là mình có được cái giả sử như là cái đây là cái X được chưa? Cái đây là giả sử như là cái B đi, A, A1, B1, A2, B2, đây là A3, B3. Sau ra một cái là sau ra một cái là cái giả sử như là ở đây là cái Y đây đúng không? Rồi mấy bạn hiểu cái khi mà mình viết như thế này là mấy bạn có hiểu cái neural net này chưa? Cái neural net này khá là đơn giản đúng không? Mình chỉ nói là cái neural, mấy mấy bạn có hiểu cái đó, có nghĩa là bây giờ là mình symbol nó cái network này rất là đơn giản, nó chỉ có ba cái nốt bây giờ ba cái neuron đúng không? Trong đó là cái X là cái đầu vào đúng không, cái Y là cái đầu ra đúng không? Như vậy là mình sẽ có là cái hàm loss function á, là có phải là ví dụ như là mình sẽ bằng á là Y đây đúng không, trừ cho cái Y label. Các bạn có hiểu Y label này không? Ví dụ như là chia bình phương đi rồi, giả sử như là mình chỉ phân biệt được ở đây là dot khác đi đúng không, dot khác là có nghĩa là mình sẽ có phải là Y label này đúng không? Sum của nó lại đúng không? Có nghĩa là giả sử như dot khác thì cái hàm y này sau đó người ta sẽ trừ với gì là dot khác gì đó đúng không? Chỗ này mấy bạn hiểu chưa? Ok rồi. Thì như vậy là tất nhiên thì ở đây á, là mình có cái y này á đúng không? Thì nó là gì? Một cái hàm của A1, B1, A2, B2, A3, B3. Đồng ý không? Ở cái vấn đề khi mà mình train cái network á, là mình đi cần đi tìm A1, A2, A3, B1, B2, B3. Đồng ý không? Mấy bạn có hình dung ra cái chỗ này không? Còn cái X là cái thông tin đầu vào. Mà khoan đã, để mình hỏi thì là mấy bạn có biết cái backdrop chưa? Nếu như mà không thì mình không cần nói lại đúng không? Cho nó mất công đúng không? Nó mất thời gian đúng không? Nếu như mà mấy bạn ai cũng biết rồi thì thôi không 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 cần nói. Giả sử vậy. Mình nghĩ là chắc là nhưng mà không biết là bằng có, tại vì nó cũng hơi liên quan tới toán một tí, một hồi sau là chạy là bắt đầu nó rất là dễ đau đầu đúng không? Mấy bạn có nắm hết về cái backdrop chưa, học toán về backdrop? Ok biết. Ok nói lại biết. Tại vì nếu như mà ai cũng biết mà có một một bạn mà chưa rõ thì thôi mình sẽ nói riêng với bạn á, sau này mình sẽ chat riêng với bạn, mình nói cho nó khỏi khỏi cái mấy câu đúng không? Nhưng mà ok thôi mình sẽ chọn cái phương án đó đi nha, mình khỏi phải nói lại được chưa?
thì ai cũng biết thì mình sẽ khỏi có nói lại. Tại vì nói chung là cơ bản thì ý là mình cũng muốn đi lại các cái khái niệm cơ bản nhất á, để cho mấy bạn mà nếu như bạn biết thì có bạn Dũng hay bạn gì đấy thì Dũng đúng không, mà nếu như mà nắm được rồi á, thì chưa nói mà càng nói lại thì mình sẽ nói riêng với bạn, mình chat á, mình nói riêng với bạn cho nó dễ đúng không. Nhưng mà vì cơ bản ý mình nói là back drop ở đây á, là mục đích là để làm gì, là để là tính cái đầu hàm. Bây giờ nó hình dung hai level nó như thế này, hai level nó như thế này. Ví dụ như là lúc nãy á, là mấy bạn biết á, là mình cái gradient đúng không, gradient á, là cái hàm f đúng không, cái hàm f á, là gì, ví dụ như là mình tính một cái a một, hồi nãy có bạn nói á, là cái gì, f của a trừ cho f của a phép gì cho cái delta x, delta cái nhỏ nhỏ ấy, đúng không. Thì như vậy là cứ một lần mà giả sử như là mấy bạn tưởng tượng là có một cái network nó có khoảng cỡ 10.000 cái parameter, đúng không? Mà mình cứ mình tính cái hàm cái gradient của f mà bằng cái phương pháp gọi là traditional á, mình cứ như vậy là nó tốn rất là nhiều thời gian computational rất là lớn đúng không, computation rất là lớn vậy thôi. Thì như vậy là người ta sẽ nghĩ ra một cách để tính cái làm giảm cái computational nó lại đúng không, và bằng cách là tính bằng back drop á, là bằng cách đó là mình sẽ dùng các cái đầu hàm ở phía trước đúng không, để mà sorry ở phía sau đây này, mình đi ngược đúng không? Có nghĩa là tính tại cái điểm này và dựa cái điểm này á, là tính tiếp tới cái điểm này đúng không, gradient của những điểm này đúng không, rồi từ những cái tham số này đúng không, mình tính tiếp những cái gradient của những cái điểm này. Đây là cái idea, cái high level idea của nó là như vậy đúng không. Thì cái tính toán nó rất là nhanh, quan trọng nhất là tính toán nó rất là nhanh đúng không? Vậy thôi. Rồi nếu như bạn nào mà chưa rõ thì có thể là PM lại cho mình đúng không, ở gần đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi qua lại một cái đoạn code đúng không. Thì về mấy bạn, để mấy bạn hình dung lại là mình giới thiệu một tí về cái này nữa đi, để cho rồi mình sẽ đi qua cái đoạn code đúng không. Thì no rồi. Đấy thì ở đây thì nó có một cái khái niệm gọi là parameters với hyper parameters đúng không? Cái parameter thì mấy bạn lưu ý là ở cái parameter là chính là các cái ABAB lúc nãy mà mình vẽ ở trong cái lần trước đó, cái neural network đó, đúng không? Thì nó có các cái tham số mà mình cần phải train, mình cần phải tìm đúng không, là A1, A2, A3. Có nghĩa là khi mà mình đã set up hết, giả sử như là cái network này nó có 5 layer đúng không, giả sử như là 5 layer, bây giờ một layer như vậy là nó có ba cái node đúng không. Sau khi mà mình fit những cái con số mà 5, 3 này á đúng không, thì bắt đầu mình train cái network. Mình train cái network có nghĩa là mình đi tìm các cái tham số gọi là A, B, C, D, E, F gì ở trong A1, A2, A3 đó, những cái tham số mà những cái weight ở bên trong cái network. Thì khi mình làm cái bài toán optimization đó thì người ta cái parameter đó đúng không, thì người ta gọi là parameter optimization, thấy chưa. Có nghĩa là sau khi có những cái tham số nào nó fix nó rồi thì bắt đầu mình tìm cái này. Thì ở đây nó có một cái nữa là ví dụ như là một cái câu hỏi đặt ra là ví dụ như khi anh design cái network á, thì anh có cái năm năm cái layer hay là ba cái node, người ta mới hỏi là ồ tại sao anh chọn năm cái layer hay là tại sao anh chọn ba cái node đúng không? Hay là tương tự cái learning rate cũng vậy, cái learning rate hồi nãy là ví dụ như là cái learning rate mình chọn là không phẩy giờ như là 009 đi, hay sự gì đúng không? Thì cái learning rate này là mình cần phải chọn trước khi, hoặc là trước khi cái mạng này bắt đầu nó được train. Đấy chưa? Thì những cái này á, những cái mà mình cần phải chọn trước khi cái network được train á, thì nó gọi là hyper parameter. Ok, mấy bạn có hiểu chỗ đó không? Hyper parameter. Vậy rồi. Thì sau khi giả sử mình train một cái network một lần thì mình có kết quả đúng không? Thì bây giờ người ta mới có thể là người ta hỏi là tại sao cái learning rate này là 0,009 mà không phải là 0, ví dụ như 0,08 ví dụ vậy đi. Thì bây giờ người ta mới là, hay là tại sao 0, là 0,007 ví dụ vậy đi. Thì người ta mới bắt đầu, người ta mới thay đổi mấy cái thứ đấy để mà coi thử cái kết quả được tốt hay không, hơn hay không, hay là mình chọn cái điểm nào là cái điểm tốt nhất. Thì cái đó người ta gọi là hyper parameter optimization. Ví dụ như là W ở quên sorry learning rate bao nhiêu layer, bao nhiêu node như vậy, architecture những cái thứ như vậy thì người ta gọi là hyper parameter đúng không? Có thể là cái layer, cái node này thì nó thuộc về architecture hơn là cái hyper parameter, nhưng mà ví dụ như là những cái learning rate là như thế này á, thì gọi là những cái
cái parameter, thì người ta gọi là hyper parameter optimization, như vậy thôi đúng không? Rồi bây giờ là mình sẽ chạy qua thử cái đoạn code lại, là để mình review lại những cái gì mà mình đã được nói trong cái buổi số 1, số 2 đúng không? Hai cái buổi đầu tiên cơ bản nhất đúng không? Về cái gọi là neural net, về cái gọi là deep learning đúng không? CNN đúng không? Là những cái cơ bản nhất mình sẽ chạy lại, mình review lại, mình coi thử nếu như mình gặp vấn đề này thì mình sẽ optimization như thế nào. Thì cái đấy là mình nói lại là hai cái buổi một và cái buổi hai á, thì là sẽ là review lại tất cả các kiến thức cơ bản như vậy đúng không? Thì ở các cái buổi sau thì bắt đầu mình sẽ đi vào cái phần mà micro network, micro architecture mà nổi tiếng mà người ta đã chứng minh là everything là good rồi đúng không? Thì giống như các bạn đó thì người ta đã xài rồi, thì mấy bạn lưu ý cái đấy. Rồi mấy bạn có câu hỏi gì, những cái kiến thức cơ bản chưa? Có câu hỏi gì nữa không? Ok, thì chắc là mấy bạn ai cũng có cái đoạn code là fully connected, họ làm như thế nào ạ? Không phải là bạn bạn hỏi về cái fully connected à? Đó, fully connected đó, đúng không? Thì ok, thì mình quay trở lại cái này. Nếu như mà bọn nó họ làm như thế nào thì như thế này. Nó là một cái giống như là một cái dance, nếu như mà ở trong máy thì mấy bạn sẽ biết là nó dùng cái từ dance đúng không? Giống như hôm rồi đúng không? Thì giả sử như là sau khi mà tính toán đúng không, giả sử như nó có là một cái số nốt như thế này thì cái fully connected thật là giống như là người ta lại ra một cái số nốt như thế này, và người ta connect hết mấy cái điểm mà lại với nhau giống như một cái neural net bình thường đó, đúng không? Mình connect hết tất cả các boy lại với nhau đúng không, thì nó gọi là fully connected. Đấy rồi à. Ok, để làm gì? Thì cái mục đích ấy, là cái cuối cùng ấy, là tất cả các cái lớp mà cuối cùng là người ta expect thôi nghe, người ta chỉ expect thôi đúng không? Thì bây giờ là mình sẽ combine hết tất cả các thông tin lại với nhau. Người ta sẽ combine hết tất cả các thông tin mà những cái gì mà đã được lên phía trước ấy, để combine hết cái tất cả các thông tin lại với nhau, và để là decide nó là nó thuộc là cái lúc này là cái lớp này là lớp gọi là mang tính quyết định. Đúng không? Thì combine hết tất cả các feature, có cái thứ mà mình đã được học ở phía trước đúng không, mình đã được nghiên cứu ở phía trước, và mình sẽ combine hết nó lại để mình make a decision. Bạn cái hình dung đó là sẽ nó expect là cái lớp mà fully connected nó là như vậy đúng không? Là những cái thứ mà ở các cái lớp phía trước là mình học cái kiểu giống như là riêng lẻ với nhau đúng không, học từng nhỏ, từng cái phần nhỏ, phần nhỏ, sau khi đi càng lớn làm đúng không? Đấy, thì bây giờ ở cái lớp mà fully connected là giống như ông ta tổng hợp hết lại các cái thông tin đúng không? Mà để mang tính là để quyết định. Nói theo cái ngôn ngữ gọi là bình dân nhất đúng không? Một số mạng có ba mà lấy có một mạng neuron đến cuối cùng sắp mắt trở về 10. Cái tại sao mà cái trở về 10 đúng không? Tại vì á là bây giờ là 10 ở đây là có nghĩa là nó là ví dụ như là bằng bằng train một cái network mà nó có 10 cái classes đó, mà để cuối cùng người ta tổng hợp lại là bây giờ mình cần phải quyết định á là cái vấn đề á là giả sử như là mình tính xác suất đúng không, ở đây là người ta sẽ ra một cái gọi là cái xác suất của cái class đấy đúng không? Thì 10 lấy là tổng hợp rồi mình sẽ học hết đúng không, đưa hàng ngàn ngàn như thế này đó, thì
Sao rồi? Vâng. Vâng, mình coi thế là thì thật ra là nó như thế này, vì cái ý nghĩa của nó thì thật ra là hỏi là giả sử như là mình dùng một cái class mà một cái layer fully connected layer thôi được hay không? Đúng không? Cái câu hỏi là giả sử như mình hỏi mấy bạn là dùng một cái fully connected, giống như bạn bạn Duy có hỏi là tại sao lại dùng nhiều cái layer, đúng không? Giống như là có 1.000 là xuống 500 là xuống còn 10, đúng không? Thì 10 cái layer hỏi là như vậy là mình học gọi là sorry 10 cái neuron, đúng không? Thì 10 cái neuron một cái fully connected có được hay không? Đúng không? Cái đó là hoàn toàn được, đúng không? Nhưng mà chẳng qua là cái độ chính xác sau này là nó khác nhau một tí, đúng không? Thì bây giờ là người ta muốn là từ từ người ta giảm cái network từ từ, đúng không? Ở đây là ví dụ như là đôi lúc đó, là ban đầu thì người ta dùng ví dụ như là 1024, không, cái lớp thứ nhất, đúng không? Cái lớp thứ hai người ta giảm còn ví dụ như 512, đúng không? Rồi sau đó mới là mang tính quyết định, có nghĩa là sau đó người ta tổng hợp cái thông tin ở đây là mấy bạn hiểu là giống như là ở cái high level cái suy nghĩ là giống như là người ta sẽ rút ngắn cái thông tin từ từ, đúng không? Chứ không phải là đùng một cái là người ta nhảy xuống ngay, nghĩa là lúc đầu rồi bước cuối cùng là mình muốn tổng hợp hết lại tất cả các thông tin mà mình đã học, đúng không? Rồi mình rút ngắn nó từ từ lại, đúng không? Và mấy bạn cũng có thể là ở đây là khi mà design một cái network như vậy á, đúng không, thì cái đây là cái đôi lúc nó có nhiều cái vấn đề cũng khó giải thích, đúng không? Nhưng mà mấy bạn cứ try, có nghĩa là ví dụ như là đầu tiên mấy bạn có ba cái layer fully connected layer, đúng không, thì mấy bạn có thể thử là bốn năm hay là bảy, rồi mấy bạn giảm lại coi thử là nó có bé được hay không. Mấy bạn Duy sao có vẻ là giống như là bạn Duy bị mắc cái đoạn đoạn test hay sao, mình thấy nhưng ý em mỏi là bị dừng lại không. OK, thì ở đây là quay trở lại, đợi bạn Duy bạn bạn nói cho hết câu rồi có gì mình sẽ quay lại lại tiếp, đúng không? Thì ở đây thì quay trở lại cái bài này, đúng không? FC chứa những gì mình không không hiểu là chứa, là ở đây là chứa cái gì, là chứa cái đúng rồi, nó flatten nó lại, flatten ở đây là trải hết cái thông tin, tại vì khi mà fully connected là phải làm sao nó connect hết được tất cả các cái neuron lại với nhau, đúng không? Thì nó flatten, nhưng mà giả sử như là ok, mình nói nè, bây giờ là một cái layer như vậy á, là giả sử như cái output của nó là bao giờ nó phải có một cái chiều depth và một cái chiều width, một cái chiều đi, sau đây một cái chiều hai, đúng không? Mấy bạn đồng ý không? Có nghĩa là dù ở cái chỗ nào, cái layer ở chỗ nào thì mình cũng phải cái output của nó là bao giờ cũng có một cái chiều W, đúng không? Cái chiều width, chiều đi, một cái chiều ái và một cái chiều depth, đồng ý không? Thì như vậy là bây giờ mình muốn fully connect, tức là có nghĩa là mình phải connect cho hết được tất cả các neuron của nó, thì chẳng qua là mình dùng flatten là mình kéo hết nó ra, giống như là một cái khối như vậy, mình kéo thẳng nó ra để mà mình có thể là dễ dàng làm cái phép gọi là phép nhân hết nó lại, đúng rồi. Cũng giống như giả sử như là mấy bạn tưởng tượng nó như thế này, giả sử như là lúc trước khi mà mình làm cái convolution đó, đúng không,
thì mình học về cái neural net. Bây giờ cái neural net là gì? Cái neural net ở cái bài mà mình có cái đoạn code mà mình share cho mấy bạn á, đúng không? Thì đầu tiên giả sử như là cái tấm ảnh mình đưa vào có cái thước là 30 nhân 30 nhân 3 đi, đúng không? Và mình dùng cái neural net thôi nghe, chứ đừng có nói về cái convolution net, đúng không? Mình chỉ dùng neural net thì cái việc đầu tiên mình phải phát sinh hết nó cái kết quả cái mà 30 nhân 30 nhân cho 3, đúng không? Thì nó khoảng cỡ là bằng 2.700 gì đó, đúng không? Thì bắt đầu mình mới đưa nó vào cái neural net. Neural net này chứ không phải là cái neural net đấy, thì cái dense là chính là cái fully connected. Bạn nào có chạy thử cái đoạn code đấy chưa? Đây này, ví dụ như cần thì mình sẽ mở lại cho mấy bạn coi ở đây, đúng không? Đây này, ví dụ như là mấy bạn thấy không, ví dụ khi mà mình cái tuần đầu tiên ở đây, đúng không? Khi mà mình train một cái two layer neural net, đồng ý không? Nó two layer neural net đây đơn giản này thôi, thì mấy bạn biết là cái layer đầu vào cái dense của nó, cái input dimension của nó là mình lấy ví dụ như là 32 nhân 32 nhân 3, đúng không? Để ở đây là cái kích thước đầu vào. Rồi vì sao? Và mình phải flatten nó trước, tại vì cái ảnh ở đây là kích thước là 32 nhân 32 nhân 3, 3 là chiều sâu RGB, đúng không? 32 nhân 32 là kích thước, được chưa? Yeah, 32 nhân 32 được chưa? Thì trước khi mà cái này là cái đầu vào, thì trước khi á mà làm một cái vì đưa cái data nó vào á, thì mấy bạn phải reshape cái data nó lại, ví dụ như là reshape nó thành là thành cái thước là 32 nhân 32 nhân 3. Đúng không? Chứ mình không có để cái ảnh góc giống như chiều dép, chiều giống như cái cách tính của convolution. Đúng không? Mấy bạn có hiểu cái chỗ này không? Đấy. Đấy à. Đây bây giờ nè, mình sẽ quay lại cái bài gọi là Dot Cat, đúng không? Cái mà gọi là cái cơ bản nhất là bao giờ người ta cũng phân biệt được là Dot Cat, đúng không? Thì ở cái vấn đề là cái beauty của cái gọi là cái deep learning á, là lúc trước á, là khi mà làm về cái traditional, đúng không? Traditional cái machine learning, đúng không? Thì hay là cái computer vision á, thì đầu tiên con người phải ngồi nghĩ ra được á, là cái feature là cái gì, à, ví dụ như là nhìn thử là cái đó là con cá dot không, thì cá khác dot như thế nào, rồi người ta mới nghĩ ra các cái feature, rồi từ các cái tấm ảnh đó người ta dùng cái thuật toán đó người ta chuyển sang cái feature, rồi người ta mới dùng cái machine learning người ta lên từ các feature đấy, đúng không? Giống như hồi lúc trước á, là khi mà lâu lắm rồi á, thì cách đây một số năm khoảng cả chục năm á, thì có cái feature gọi là hot hot đó là khi mà mình để mà đi test cái cái object á, ví dụ như là con người, thì lúc đấy là nó rất là nổi tiếng, đúng không? Mọi thứ là đều dựa trên cái hot, đúng không? Nhưng mà bây giờ ở cái deep learning mình nói lại là cái input là tấm ảnh, đúng không? Nó sẽ học các cái feature, chính là các cái convolution, các cái layer in the middle á, thì người ta nói là cái đó là chính là những cái layer, và những cái feature nó nằm ở cái chỗ đấy. Ví dụ đầu tiên là người ta học những cái feature là những cái edge thôi, đúng không? Và sau người ta tìm combine mấy cái S lại với nhau, đúng không? Thì ra cái lớn hơn, cái lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn lần lần, đó là cuối cùng là fully connected, thảo thấy nó lại, đúng không? Thì ở đây thì mấy bạn biết là mình sẽ có một cái bộ dataset rồi đó khác, đúng không? Ở đây, đúng không? Thì mình sẽ build thử một cái neural net coi thử là đó hay khác. Thì đầu tiên á, thì ở đây thì mình chỉ cái bước này á là ở đây là mình chỉ có download, nói chung là một cái bộ dataset về, được chưa? Một cái bộ dataset về, trong đó nó có cái gọi là Dot Cat vậy thôi, mình đưa nó về trong đây, được chưa? Thì giả sử như mình download lại nó về, được chưa? Thì ở đây là để cho mấy bạn chạy cho nó dễ hình dung luôn, đúng không? Thì Dot Cat. Thì bây giờ cái bước đầu tiên là mình build thử, có nghĩa là mình thử một cái flow, đúng không? Thì ở đây là mình build thử là cái convolution, đúng không? Thì bây giờ là đầu tiên mà mình muốn build á, thì mình phải coi thử là cái dataset mình có cái gì ở trong đấy, đúng không? Thì tất nhiên á, thì nó có nhiều cách coi, đúng không? Ở đây là
Ví dụ như là mình có thể là mình coi bằng cách á, là mình dùng cái notebook để mình coi, đúng không? Hoặc là cái cách thứ hai á, thì mình có thể là ví dụ như, đúng không? Thì mấy bạn thấy cái màn hình của mình đúng không? Okay. Ví dụ như là mình đi vào cái thư mục này đúng không? Sorry, mình coi thử cái file mình để này. Ok. Rồi mình có cái thư mục gọi là cast doc gì ở đây đúng không? Bây giờ thì nó sẽ có cái ba cái file train, validation, vectorize. Thì tiếng nữa mình sẽ coi vectorize là cái gì, nhưng mà ví dụ là cái thư mục train này đúng không? Thì đấy, thì ví dụ nó có hai cái folder doc và cast đúng không? Đi cast ví dụ đây. Không, thì nó có rất là nhiều cái tấm ảnh về con cast ở đây. Thì đó thì mấy bạn hình dung nó là như vậy đó. Thì cái flow nó là như vậy. Yeah, cat dog. Yeah. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy là ok, dog cat thì ở đây thì mình một vài cái bước thôi, có nghĩa là ở đây là có thư một trend ở đây thì mình sẽ coi thử lộ nó có cái người ta sẽ chia ra hai cái dataset đúng không? Một cái bộ data gọi là trend, một cái bộ data gọi là validation đúng không? Thì ở trong mỗi cái trend hay validation đó thì nó có cái gọi là dog hay cat, được chưa? Đấy. Cái thư một là dog hay cat. Dot cat gì ở đây được chưa? Đấy thì đó hình dung okay. Coi lại các cái tấm ảnh đấy, thì một vài cái bước để mình làm thôi đúng không? Thì ở đây là mình thô thô lại là mình sẽ thấy được á, là nó có khoảng cỡ 1.000 cái tấm ảnh của con cat và 1.000 cái tấm ảnh của con dot đúng không? 500 cái tấm ảnh của con validation đúng không? 500 nghĩa là 1.000 tấm ảnh là dùng để train và 500 tấm ảnh là dùng để validation được chưa? Thì ở đây thì mình sẽ view nó lại thôi, mình coi thử là hình đó cái cát nó như thế nào thôi đúng không? Là vài cái hàm ở đây là cái đây là một vài cái con cát đúng không? Ở đây là một vài cái con đó được chưa? Rồi thì bây giờ mình sẽ view lại cái thử một cái convolution thử nha. Mấy bạn nắm tới đây rồi không? Nếu như mấy bạn làm cái bài tập số 1 rồi thì mọi thứ ở đây thì mình nghĩ là ok hết đúng không? So far là ok đúng không? Rồi okay, đúng không? Thì mình muốn review lại để đảm bảo là mấy bạn nắm được, chứ không là thì ở đây thì mấy bạn lưu ý cho mình á, là do là gì, do cái bộ dataset này là cái kiểu giống như người ta gọi là toy dataset đúng không? Toy dataset là có như cái dataset là để mình play around, mình học á đúng không? Thì mọi thứ là người ta đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi. Ví dụ như người ta đã, thứ nhất là người ta đã lấy label cho mình rồi, ảnh nào là con cát, ảnh nào là con dot, nó vào trong đấy được chưa? Cái thứ hai là cái kích thước của tấm ảnh đó, thì nó cũng giống nhau. Ở trong cái bài này là kích thước của tấm ảnh là nó giống nhau đúng không? Hay là khác đó, quay mất. Ồ chắc là khác rồi hả? Nhầm. Ồ sorry mình nhầm. Mình coi lại thử chắc chắn. Ok khác khác. Ok không có gì, thì ở đây là bây giờ mình đi mình set up cái network đúng không? Bây giờ là ở đây thì giả sử như mình set up một cái network là rất đơn giản đúng không? Cái input đầu vào đúng không, là cái shape là 150 150 ba này đúng không? Convolution đầu tiên là 16 nhân 3 đúng không? Activation max pooling đúng không? 32 nhân 3 đấy, ví dụ như là một 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 cái network nó có khoảng cỡ ba cái layer, ở đây là ba cái convolution layer đấy chưa? Thì ở đây thì lúc nãy là bạn là hỏi là cứ cần flatten hay không đúng không? Thì ở đây là chẳng qua là flatten là nó nằm ở đây đúng không? Thì ok, flatten ở đây là tại vì là mình có w chiều chiều dài chiều rộng chiều cao đúng không? Chiều chiều dài chiều rộng chiều cao đúng không? Mình flatten nó lại để nó thành là giống như Node.js là một một giống như là mình cứ tưởng tượng là một cột thôi đấy đúng không? Thì sau đấy là mình mới dùng cái dense đúng không? Cái dense ở đây là đen ở đây thì mấy bạn hình dung là ví dụ như là cái dance của lớp cuối cùng đúng không, nó là một, mấy bạn có biết tại sao nó là một không, mấy bạn có hình dung ra tại sao nó là một không? Ví dụ như là mình trend, giả sử như mình nói là ồ 10 layer đúng không, 10 layer thì mình kêu là 10 đúng không? Thì bây giờ có hai layer thì tại sao là một đúng không? Đúng rồi, thì chủ yếu là do là chỉ có hai cái class thôi, nên là mình chỉ cần, thật ra
là mình chỉ cần một thôi để nói là yes or no thôi đúng không, có nghĩa là đó hay khác thôi đúng đó hay không đó, ví dụ vậy, không đó là khác, ví dụ vậy đúng không? Thì ở đây á, thì mấy bạn lưu ý là ở trong cái sorry nãy giờ mình quên chạy đó. Đó. Ok đây. Thì ở đây thì mấy bạn lưu ý là ở đây nó sorry mình hỏi là để mình đảm bảo cho mấy bạn hiểu tí là ở trong đây có bạn nào là bị có bị cái vấn đề gì khó khăn gì ở khi mà dùng cái TensorFlow không? Download về sử dụng không? Cái mấy bạn cứ nói thật đi đúng không? Thì để mình biết đúng không? Tất nhiên là mấy bạn mà hay chat hay nói chuyện ở đây là mình nghĩ là mấy bạn biết rồi, tại vì mấy bạn đã chạy code, mấy bạn đã trao đổi như thế nào là mình ok rồi đúng không? Thì còn bạn nào ok, bạn bị cái vấn đề về 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 khó khăn trong dùng trong cái TensorFlow ạ? Hoặc có phải là bạn có khó khăn gì thì bạn mới có phải là Hoàng đúng không? Hoàng này là có phải là chồng của Trang không ta? Sorry, mình hơi không phải à? Sorry nhầm, mình nhầm, không sao. Thì Đạt để trên ở đây thì như thế này, thì cái TensorFlow 2 á, thì hiện nay nó không biết là mình đạo cách đây tuần hai tuần thì nó chưa có release cái bản chính thức đúng không, nó là hiện nay nó vẫn còn đang có bản beta đúng không ta? Đúng rồi, nó chỉ có beta thôi, nên là bạn chạy, nên thứ nhất là bạn chạy nên chạy cái một trước đi, một chấm trước đi đúng không, 1.10 13 14 gì đúng không, thì nó lên tới mười mấy rồi mà. Ủa, phải không ta, hay là mình bị nhầm, mình đọc nhầm một số không, không sao, không có vấn đề gì. Thì mấy bạn chạy cái version bình thường ở một chấm đi đúng không, cho nó ok được chưa? Còn chạy trên Google Colab thì bạn vẫn cứ chạy trên Colab được, không sao, thì bạn chỉ cần giống như hôm trước mình nói là open cái Colab ra, tại vì nếu như mà trong sau hai cái tuần này mà bạn bắt đầu là mình mấy bạn phải phải cần lập trình nhiều á để cho quen với cái TensorFlow á, thì thật ra là mấy bạn đừng có nghĩ có gì khó hết chăng, mấy bạn đừng có nghĩ là mấy bạn đừng có sợ là TensorFlow chắc nó khó lắm hay là nó mới lắm này, nó phức tạp không có gì hết, thì thật ra là cái logic bình thường thôi, được chưa? Logic bình thường là giống như hôm nay mình đạt cái layer thì người ta đã thiết kế, đó là tại sao cái TensorFlow người ta dùng cái framework á, bây giờ thì nó đỡ phức tạp hơn, nó chỉ có mấy cái bước thôi mà mình chỉ setup ở đây là giống như mấy bạn thấy ở đây đúng không? Keras ấy, đúng không? Thì do là bây giờ là Keras nó nằm trong cái TensorFlow luôn, đúng không? Thì hầu như mấy cái code ở đây là xài Keras ấy, on the top cái TensorFlow ấy, đúng không? Nói thì nói vậy thôi. Chứ còn mấy bạn lưu ý là TensorFlow nó có ví dụ như là low low level, người ta gọi là low level API. Đấy, cái low level API á là nó phức tạp. Lập trình nó phức tạp hơn là gọi là high level API. High level API thì nó có Keras rồi, nó có là người ta build để cho mình viết cho nó nhanh đó. Thì thật ra mình chỉ cần nhanh thôi, đúng không? Đấy. Thì cái này á, thì thật ra nó cũng nằm ở trong cái Keras rồi đúng không? Cái Keras bây giờ nó cũng nằm ở trong cái TensorFlow, ví dụ như là ở cái này đúng không? Thì mấy bạn thấy là có cái layer ở đây, nó dùng cái Keras rồi, thấy đúng không? Đúng đúng rồi. Bây giờ mới sẵn đây ngồi chia sẻ với mấy bạn một tí đúng không? Thì trước khi mình chạy cái code này đúng không? Thì hỏi là bây giờ giống như hôm rồi á, ngay từ đầu á, mình đã nói với mấy bạn là mấy bạn là tưởng tượng đầu tiên đúng không, mình tưởng tượng là một nó là một cái black box, mình chỉ biết được cái đầu vào là có cái tấm ảnh đúng không, đầu ra là gì như là cái class mà mình cần phải classify đi đúng không, bây giờ là zero sorry màu hoàn toàn black là zero đúng không, zero là mình không biết gì, màu white là 255 là mình biết thấy mọi thứ đi đúng không? Bây giờ là nó có nhiều cách để mà mình học, mình đi từ cái màu white màu black sang màu white đúng không? Thì tất nhiên là mình cũng không thể nào biết thấy được 255. Đôi lúc ví dụ như là mấy bạn hỏi là em không biết sao nó xài cái gì, ví dụ như là bây giờ hỏi là ví dụ cái convolution 2D này nè, đúng không? Thay vì mình xài cái con mình chỉ cần gõ là convolution 2D đúng không? Thì nó tính cái convolution. Thì cái đó là một cái cách. Còn cách nữa là bây giờ thôi không có chán quá, không có muốn xài cái convolution 2D, muốn hiểu nó luôn, thì bây giờ mấy bạn phải ngồi mấy bạn lập trình nó lại
cái tính cái convolution, thì tất nhiên thì lúc đó là buộc mấy bạn phải hiểu rất là sâu để mà lập trình được, đúng không? Hiểu sâu để mà lập trình được. Còn có một cái approach khác là ồ mấy bạn cứ xài cái thư viện, đúng không? Rồi sau đó sau này mấy bạn cần hiểu cái vấn đề gì thì mấy bạn cứ đi sâu và tìm hiểu từ 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 từ, chứ đừng có Hảo cố gắng làm hết mọi thứ từ scratch, đúng không? Cái background rồi mới on the top, là hai cái phương pháp dạy gọi là hai cái phương pháp học cũng như là hướng dẫn là top down hay là bottom up á. Bottom up là mấy bạn cố gắng mấy bạn làm mấy cái foundation, có nghĩa là giống như là mấy bạn phải lập trình lại để hiểu là 2D là gì, mấy bạn phải làm là max boolean là gì, đúng không? Thì cái đấy thì đôi lúc thì cũng tùy theo cái approach của mỗi người, nhưng mà đôi lúc nó cũng cũng rất cũng cũng chán, tại vì đó là chán ở cái chỗ là nội viết cái convolution 2D á, là nó mất một 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 số thời gian, đúng không? Viết cái ví dụ như là max boolean thì nó nhanh hơn, đúng không? Nhưng mà nó cũng mất thời gian. Cuối cùng á là khi mà đi như vậy nó bị stuck cái chỗ nào á, nó bị stuck một cái chỗ thì không biết làm sao, với chỉ như bạn không biết làm sao bạn overcome nó được, đúng không? Thì nhiều khi nó làm cho mình chán, tại vì là nó không có kết quả gì hết, làm bao lâu mà không có kết quả gì hết. Còn người khác là làm theo phương pháp top down là cứ trend nó đi, bỏ vô copy cái mạng trend, hiểu cái network, đúng không? Trend trend nó ra cái image, sau này ra kết quả là rất là happy, tự vì nó có cái kết quả rồi. Được chưa? Thì rồi sau đấy á, là rồi bắt đầu mới đi tìm từ từ, đúng không? Mới mới thay vì bây giờ mới play around với nó, thay vì convolution 2D này, cái parameter này mình thay nó, mình coi thử là cái kết quả nó như thế nào. Được chưa? Thì cái đó là một cái approach. Còn hỏi là khi đi làm á, thì yêu cầu có phải code bên trong là gì, thì nói thật với mấy bạn là không phải care hết. Được chưa? Nói tất nhiên là như thế này, teamwork thì người ta phải care, tại vì cái teamwork ví dụ như là nó có nhiều cái vấn đề, đúng không? Hỏi là dùng cái network architecture có sẵn hay là cái architecture mới mà mấy bạn phát minh, mấy bạn nghĩ ra, đúng không? Thì nói chung là cái câu câu hỏi này cũng khó trả lời, đúng không? Cũng tùy tùy theo cái công ty, tùy theo cái vấn đề mà mình giải quyết, đúng không? Có những cái vấn đề mà mình chỉ cần là apply mấy cái architecture trước đây, dùng cái transfer learning, đúng không? Là để lên rất là nhanh, đúng không? Gọn nhẹ, là cho nó chạy, là có cái version đầu tiên cho nó chạy, rồi sau đó mình mới fine tune từ 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 từ, mình mới thay đổi từ từ, được chưa? Còn ví dụ như là có những cái nhóm mà cần phải nghiên cứu sâu, cần phải fine tune data gì rất là specific, đúng không? Thì lúc đó mới cần mới thay đổi gì network hay thay đổi cái trend. Nhưng mà về cơ bản thì rất là nhiều công ty, đúng không? Về cái industrial thì người ta chỉ dùng những cái gọi là cái standard network đó, người ta đưa vào, đúng không? Người ta dùng các cái research của các người khác người ta đưa vào, bởi vì á là đứng về mặt cái công ty á, là quan trọng là người ta chạy là ok hơn là cái vấn đề là ví dụ như là người ta sử dụng về mặt thời gian hơn, đúng không? Nghĩa là giống như là đưa cho anh mình nói là bây giờ nè, mình nhận cái job đó, đúng không? Giả sử về công ty, đúng không? Mình nhận cái job đó, mình kêu là một năm sau thì mình sẽ ra kết quả, đúng không? Giả sử như tốt hơn của người ta, ví dụ vậy đi, đúng không? Thì về mặt công ty á, thì hầu như người ta không có chấp nhận cái phương án đó. Đấy à, bạn nghiên cứu, bạn nói là bạn đề xuất phương án nghiên cứu này, phương án nghiên cứu kia, sau một năm sau ra kết quả, thì người ta sẽ hầu như là người ta không có chấp nhận cái phương án đó. Mà người ta thường thường người ta đi theo một cái phương án á, là bạn cứ dùng những cái gì mà người ta trên thế giới này có sẵn, đưa về đi, chạy sau một tháng cho ra kết quả thứ nhất đi, đúng không? Hay là 2 tuần cho ra kết quả thứ nhất đi, rồi sau đấy người ta sẽ thấy list gì đó, người ta mới coi được, đúng không? Còn sau 2 tuần nữa anh có thay đổi gì cái network ở đây, sau 2 3 tuần gì đó người ta thay đổi cái network ở đây để mà improve từ từ. Còn hơn là mấy bạn nói là mấy bạn ngồi đó một năm ngồi nghỉ hoàn toàn cái gì hoàn toàn mới, thì người ta trong cái industrial thì người ta không có như vậy đâu. Industrial thì hầu như là người ta muốn là có cái gì đó cần phải show up nó ra, chứ không phải là để người ta ngồi người ta nghiên cứu cả năm rồi mới ra cái kết quả, thì nó là như vậy. Nên là mình quay trở lại cái bài toán là sợ high level mình chả biết gì bên trong, thì mấy bạn đừng có lo cái vật này đó. Theo cái quan điểm của mình, tất nhiên là mỗi người có một quan điểm khác nhau, theo quan điểm của mình là mấy bạn không có lo gì cả, đúng không? Mấy bạn cứ áp dụng, mấy bạn chạy, không? Rồi ví dụ như bạn chạy cái network, ví dụ như ban đầu mấy bạn không hiểu thì mấy bạn cũng có thể copy nó về, mấy bạn chạy rồi sau đó là sau khi vấn đề là sau khi mà chạy xong rồi á nha, thì mấy bạn đừng có vứt đi, mà mấy bạn sau khi mà chạy xong rồi bắt đầu mình mới bắt đầu mình tìm hiểu, đúng không? Tìm hiểu là bằng cách là không biết là tại sao người ta dùng cái flatten ở đây, nếu như mình không dùng flatten có được hay không, giả sử vậy đi, đúng không? Ok,
không dùng flatten, mình không hiểu là về mặt toán học đi, ok mình disable cái flatten đó, mình coi mình chạy lại coi thì nó có chạy được không, chứ nó bị báo bị lỗi đúng không, báo bị lỗi thì lúc đó mình mới ngồi mình tính ra à cái dimension này là nó bao nhiêu, cái dimension tiếp theo là bao nhiêu, hai cái nó không có mass đúng không, thì nó sẽ bị cái vấn đề gì đó, ví dụ vậy. Thì cái đó là cái phương pháp mà top down, thì mình á thì do mình làm industry đúng không, thì mình bao giờ mình cũng refer theo cái kiểu gọi là top down hơn đúng không? Rồi sau đấy thì chạy chạy trước là bạn muốn tìm hiểu, bạn muốn sâu, ví dụ như lúc đó là bạn muốn ồ convolution 2D này nó viết dở quá chạy chậm quá, mình muốn mình nghĩ ra một cái phương án nào đó tính nhanh hơn thì mình viết lại thôi. Mấy bạn hiểu ý mình không? Hiểu ý mình chia sẻ không, hay là mình nói nhanh quá không biết. Rồi, nghĩa là mình đó thì mình do là mình prefer cái phương pháp mà top down quá, nên là hầu như có dạy thì đây nói đây thì cũng cũng có cái code chạy hết. Thì đúng ra thường thường là mình giải cái bài toán, mình nêu cái vấn đề toán trước, nhưng mà ở khóa này thì mình expect là mình hơi đi sâu hơn một tí á, nên mình nói lý thuyết nó hơi nhiều hơn. Ok rồi, ví dụ như là ở trong đây quay trở lại nghĩ làm sao tuning model mới quan trọng. Đúng rồi, thì mấy bạn biết là tất nhiên là như thế này này, mấy bạn hình dung như thế này này, là từ không có gì nhảy lên giả sử như là 60% mà KYC nó rất là dễ, mang một cái network nào đó đưa về chạy, nhưng mà bên và mọi người nhìn vào ai cũng nói là ồ cái đó dễ lắm, cái đó dễ lắm, nhưng mà về cái mặt industry á là ồ dễ hay khó từ từ tính, vấn đề là anh có cái version đầu tiên 60% đi chạy trên production đi rồi mới tính tiếp. Bây giờ mấy bạn có hiểu không, đừng có đợi là cái ô 60% dễ lắm, đợi tôi làm cho tới 80% rồi hãy đưa đưa lên production, thì cái đó người ta không có refer, tại vì mọi thứ là bên industry là nó có thể thay đổi, công ty là ví dụ như là ngày nay sống ngày mai có thể chết, công ty mà đó. Mọi thứ có thể thay đổi, nên là ồ cứ đưa nó đi chạy 60% cũng được không sao, có production để show up, để mục đích là mấy ông đi kiếm tiền về ông tiếp tục mới đổ vào nghiên cứu được đúng không, thì 60% đi lên cái từ 60 giả sử như là lên 70% thì nó bắt đầu nó khó hơn mà từ không lên 60 đúng không, từ 70 lên 80 thì tất nhiên là sẽ khó hơn mà từ 60 lên 70 đúng không. Thì cái vấn đề chắc là mình nghĩ là bạn nói là tune cái model mới quan trọng, là chắc là ý của bạn là như vậy đúng không, có nghĩa là sau khi giả sử như là đạt lên 80% rồi á, là từ 80 mà lên 85% là bắt đầu phức tạp rồi đúng không? Có nghĩa là cái thời gian sẽ càng ngày càng dài, không lên 60 có thể là trong vòng cái tuần bây giờ, nhưng mà 60 lên 70 có thể là một tháng đúng không? 70 lên 75 có thể là 3 tháng, ví dụ 75 lên 80 có thể là 6 tháng, ví dụ vậy đi đúng không. Thì nhưng mà hello alo không biết là bạn, thì nhưng mà ở cái vấn đề á là không phải là mấy bạn ngồi mấy bạn đợi miết cho tới từ không như tới 80% mấy bạn mới chạy lên cái mô đồ, còn accuracy bao nhiêu hợp lý thì mình cũng không 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 trả lời được đúng không. Thì nó cũng tùy cái yêu cầu, tùy cái yêu cầu, ví dụ như là như thế này nè, ví dụ như là lúc trước đây nè, mình làm ở một cái công ty này đúng không? Mấy bạn vẫn còn thấy cái màn hình sharing của mình đúng không, thì mình làm mấy công ty này. Không, chắc là mình đã nói cho mấy bạn rồi, nhưng mà sẵn đúng không? Thì ở đây á thì công ty này thì nó làm hai cái miếng này đúng không, ok từ mà thì hai cái miếng mà cái miếng lót dày này đúng không, mấy bạn hình dung cái miếng lót này đúng không, thì cái miếng lót này á là nó có cái độ cao, thì mục đích của nó là nó để cho nó fit vô cái bàn chân của mấy bạn á đúng không, coi thử là nó fit vô cái bàn chân, cái chân của mình là bao giờ ở dưới là bàn chân nó có cái curve đúng không, thì người ta muốn đưa cái curve này cái độ chính xác nhất có thể đúng không. Bây giờ này mới bàn ra cái vấn đề là bây giờ mình sẽ build một cái dựa vào các cái tấm ảnh nó chụp về được chưa, thì mình phải build một cái model để người ta in được cái tấm này đồng ý không, thì in cái tấm này bây giờ hỏi là ô cái độ accuracy nó như thế nào đúng không? Okay. Ví dụ như là 5 cm cái sai lệch với nhau 5 cm có được hay không, hay là phải là 2 mm hay là 3 mm đúng không, thì hầu như mấy cái bài toán đó
mấy bạn đừng có đợi cho tới là ô tôi phải đạt được cái chính xác 1 mm thì tôi mới mới đem ra ứng dụng đấy. Thì đó là thông thường cái khoảng cách mà giữa cái người mà làm business nó khác với cái người mà làm technical, nó ở chỗ đó mà mình phải cố gắng mà làm sao mình mang cái gap đó, nó nhỏ lại đúng không? Thì cái người mà làm business á thì đôi lúc người ta không chưa có khe về kết quả, đầu tiên là cứ đưa ra đi đó, mấy ông business ông mới đi nói chuyện, ông mới mang tiền về mới làm tiếp được đúng không? Còn cái ông mà technical cái độ chính xác như thế này chưa đâu, thôi ráng đợi thêm một tháng nữa đi để mà có thể thôi này, chứ chưa chắc đúng không, có thể là mang cái độ chính xác nó cao hơn đúng không, có thể cứ hay là 3 tháng sau có thể mang cái độ chính xác nó cao hơn. Thì cái đó là cái gap mà giữa cái ông mà làm technical với là cái ông mà làm business nó là như vậy đó. Thì mấy bạn đi làm sau này thì mấy bạn cố gắng, tất nhiên thì hầu như là nhiều bạn ở đây là đi làm rồi, mấy bạn phải mấy bạn hiểu cái vấn đề mà ba là hiểu cái đấy đó. Thì quay trở lại cái này đúng không, quay trở lại cái này, cái chiếc giày này đúng không? Thì bây giờ mới mới khi mà làm á thì tất nhiên là giữa mấy mấy team với nhau là phải tranh cãi với nhau, là đầu tiên là thứ nhất là làm sao measure được accuracy, mấy bạn hiểu không? Ở đây là ví dụ như là khi chập một khách hàng chập một cái bằng chăng về, hiểu chưa? Mà chập cái tấm ảnh đó là bằng chăng về đúng không? Thì mình sẽ in ra cái 3D, đầu tiên là hỏi là ok cái độ chính xác thì bây giờ mới đo cái độ chính xác nó như thế nào, đúng không, đồng ý không? Cái tại vì khách hàng á là mỗi người ở mỗi chỗ đúng không, mình không thể nào mình kêu người ta về để người ta làm, người ta đo cái bằng chăng, bây giờ người ta đo cái bằng chăng cho chính xác đúng không? Và ví dụ như giả sử như mình đem về mình đo được cái bằng chăng đi đúng không, thì mình đo được cái bằng chăng đi, giả sử như là mình in một cái tấm mà nó có cái size số là 5 mm với một cái miếng lót mà size số 1 mm đúng không, mình đưa cho khách hàng người ta xài thì người ta có phân biệt được hay không, đúng không? Ở đây là chứ không phải là cái vấn đề nó là như vậy đâu, người ta phân biệt, giả sử như người ta không phải phân biệt thì có cái size số 1 mm cũng cũng giống như 5 mm đúng không, còn nếu như mà người ta có thể phân biệt được là ô tại sao nó bị sai số nó quá như thế này, thì mình mới bắt đầu mình improve cái accuracy đúng không? Hoặc là ví dụ như là người ta phải tính được là bao nhiêu phần trăm người complain, ví dụ bao nhiêu người phần trăm, ví dụ như mình đưa ra sai số 5 mm đi và có bao nhiêu người complain, ví dụ như là 1% complain, 1% là người ta gửi về, người ta complain cái ô cái nơi này không, thì người business nó sẽ đi quyết định được là 1% đó là như thế nào đúng không? Có đáng để mà tiếp tục improve, ví dụ như là improve mà từ 5 mm cho tới 1 mm, ví dụ như nó tốn khoảng cỡ 6 tháng nữa đi, thì tốn biết bao nhiêu tiền để mà đầu tư vào trong đấy đấy. Thì mấy bạn mới hỏi là accuracy như thế nào là tốt hay xấu đúng không? Thì ý là mình chia sẻ cái bài toán mà về business nó là như vậy, thì hy vọng mấy bạn hiểu, bạn nào mà không hiểu ý mình nói thì cứ DM cho mình nha, nhưng mà mình hy vọng là mấy bạn hiểu cái vấn đề ý mình nói. Trừ trường hợp là mấy bạn đi tham gia mấy cuộc thi được casual hay gì thì nó có những cái metric đó, thì mấy bạn cũng cố gắng là casual thì mấy bạn cố gắng là improve accuracy từng từng chút từng chút từng chút để đạt được cái kết quả, nhưng mà mấy bạn phải phân biệt là casual nó cũng chỉ là một cái cuộc thi, giờ dữ liệu bên ngoài mà đi làm thực tế bên ngoài nó có sai số có vài ví dụ như không phẩy không mấy phần trăm hay gì, đứng hạng nhất hay hạng 10 hay hạng 100 gì thì nó cũng như nhau cả, giờ hầu như, ý là mình nói là hầu như nó cũng không không có có vấn đề gì lớn. Cái quan trọng nữa là ví dụ như là đôi lúc có những cái cuộc thi trên Kaggle là mấy bạn build một cái model là ví dụ như là nó tốn khoảng cỡ ví dụ 5 ngày, ý là mấy bạn run cái machine đó 5 ngày mấy bạn mới train được cái model, thì cái Kaggle đôi lúc có những cuộc thi người ta không care là bao nhiêu tiếng mấy bạn chạy sao mấy bạn chạy, nhưng mà trên thực tế chạy vào trong thực tế thì giả sử như là người ta phải có cái thời gian limit đúng không, thời gian ví dụ như là 7 phút 5 phút 2 phút chạy xong nó mới ra cái nó phải có cái kết quả ngay đấy. Thì cái vấn đề là accuracy bao giờ cũng phải balance với cái complexity đúng không? Thì đấy để cho mấy bạn để ý. Mấy bạn có hiểu ý mình nói không? Mình hay là mình đang lăng man quá.
Đấy thì bây giờ nè, mới quay trở lại đây thì mấy bạn sẽ thấy là nó có một cái khá là hay mà mấy bạn với lúc 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 nào cũng cũng phải để ý, đó là cái summary, đúng không? Thì bao giờ mình cũng cũng cái lệnh này là nên xài thường xuyên để mà review lại này, để tính toán lại này. Ví dụ như là ngồi, ví dụ như sẵn sẵn đây là ví dụ như là summary lại, đúng không? Thì coi thử cái input layer như thế nào, convolution mình sẽ sắp xếp theo thứ tự nó như thế nào, cái shape nó như thế nào, và cái number parameter mà mình cần phải train nó như thế nào. Ví dụ như là mấy bạn thấy là cái total mà parameter ở đây là khoảng cỡ 9 triệu, phải không? 9 triệu mà, đúng không? 9 triệu cái parameter, đúng không ta? 9 nào, đúng rồi, 9 triệu, đúng không? 9 triệu cái parameter. Mấy bạn tưởng tượng một cái network nó cũng đơn giản như thế này, đúng không? Thì nó còn có 9 triệu parameter, có nghĩa là mình train 9 triệu cái. Thì mấy bạn mới biết là tại sao người ta mới ngồi nghĩ ra là cái batch, tại sao người ta mới nghĩ ra là cái gradient descent, đúng không? Ví dụ vậy, đúng không? Thì để mấy bạn phải hiểu là nó có cái lý do của nó hết, chứ không phải là tự nhiên người ta ngồi random một ngày đó, tự nhiên người ta nghĩ chơi chơi, đúng không? Đây là hầu như là người ta làm mấy cái bài toán thực tế nó có cái vấn đề gì rồi người ta mới ngồi nghĩ ra làm sao mà overcome nó, đúng không? Thì cái quan trọng là cái network ở đây thì tất nhiên là trend hay gì này nọ thì mình sẽ tính sao, đúng không? Nhưng mà mấy bạn thấy á, thì có những cái layer mà nó có cái parameter là zero, đúng không? Có những cái parameter mà cái sorry những cái layer mà cái parameter mà cần phải trang nó rất là nhiều, đúng không? Thì mình phải đặt câu hỏi là tại sao nó là không. Bây giờ mình sẵn đây mình hỏi có bạn nào ví dụ là max boolean, đúng không? Number parameter là không, thì tại sao mấy bạn biết nó bằng không? Alo. Đúng không? Đúng không? Đây là max boolean, cái kiểu kiểu max nên là nó không có cái gì để chỉnh cả, đúng không? Đồng ý, đúng không? Thì mấy bạn lưu ý, mấy bạn về hình dung như vậy, đúng không? Max boolean. Ví dụ như là phá tinh cũng vậy, đúng không? Đen thì yes tất nhiên, đúng không? Ví dụ như là max boolean 2D, đúng không? Thì ok, rồi một cái câu hỏi nữa là tại sao nó có cái non ở đây? Mấy bạn hiểu trong cái đây nó hiểu cái năng là gì không? Nên ở đây là có nghĩa là ý là nó không xác định, nó chưa có xác định, đúng không? Nó ở trong cái shape nó in ra, có nghĩa là không có xác định tùy theo cái mà mình đưa vào đấy. Mấy bạn lưu ý, ví dụ như là ở đây là thường nó là bát sai, đúng không? Ví dụ bạn thì nó đưa một cái shape như thế này thì mấy bạn lưu ý ở cái vấn đề này. Thì mấy bạn hãy tưởng tượng là nó có khoảng cỡ 9 triệu, ở đây là một cái mạng nó cũng đơn giản thôi, nó không 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 có cái gì mà gọi là phức tạp hết, được chưa? 9 triệu, ok rồi. Tất nhiên thì muốn chạy nó là mình phải báo cho nó là cái hàm loss là cái hàm gì. Ví dụ như là mấy bạn lưu ý là cái hàm loss thì mình nói là hôm nay loss loss, nhưng mà nó có rất là nhiều cái tính hàm loss khác nhau, nha. Ví dụ như là mean square error, là mean absolute square error, ví dụ như vậy đi, đúng không? Nó như vậy, đúng không? Thì cái data pre-processing mình nói lại cho mấy bạn mà có khó khăn về khi mà chạy cái TensorFlow á. Mấy bạn nào mà chưa chạy được thì cố gắng nha. Thì ở đây thì ở đây là cái ví dụ như là nó ở trong cái Keras này, đúng không? Nó có một cái pre-processing ở đây, nó hồi trước ấy, thì nó phức tạp hơn, trong cái TensorFlow nó phức tạp lắm, để mà đưa một cái tấm ảnh mà vào được cái network là nó phức tạp lắm. Nhưng mà bây giờ là nó dùng cái Keras này nó rất là hay, đó là ví dụ như nó có một cái hàm mà mấy bạn lưu ý mà mấy bạn xài thường xuyên là flow flow from directory, đúng không? Ví dụ như là mấy bạn tổ chức một cái thư mục, đúng không? Nó có nhiều cái thư mục nhỏ, đúng không? Mỗi cái thư mục nhỏ là một cái class, giống như là lúc nãy mình nói là ví dụ dot cat, đúng không? Thì nó sẽ tự động nó flow, mình dùng cái flow from directory, có nghĩa là nó lấy hết tất cả các dữ liệu từ cái thư mục đó, nó vào để nó chạy, thấy chưa? Nó tự động. Đấy thì mấy bạn xài cái hàm này chứ không cần phải đạo, lúc trước là đạo rồi, phải chuyển sang TF record rồi tùm lum hết thứ, nhưng mà ở đây thì nó đơn giản hơn, đúng không? Đấy, thì nó sẽ có ví dụ như là nó sẽ báo là có 2.000 tấm ảnh, đúng không? Nó thuộc vào hai class, ví dụ 1.000 tấm ảnh. Thì sau đấy thì mấy bạn fit nó thôi, đúng không? Fit nó vào bình thường, ví dụ như xài một hàm fit thì ở đây là cũng vài cái thôi, đúng không?
Tất nhiên thì mình sẽ để cho mấy bạn chạy ở đây, nhưng mà và ở trong đấy á, là làm sao mình biết được cái accuracy với lại cái loss for the model, đúng không? Thì tất nhiên nó sẽ có một cái vài hàm ở đây, Python ở đây để mình tính, đúng không? Thì sau đấy á, thì cái quan trọng nhất ở đây, ở cái phần này á, là giả sử như là mình sẽ quan sát được, ví dụ như là mình quan sát được cái trend và validation accuracy, được chưa? Trend và validation accuracy, được chưa? Thì mấy bạn tưởng tượng nè, ví dụ như á, là mình á, là bao giờ mình cũng nói về là mình sợ cái gì, sợ cái overfitting, đúng không? Cái overfitting thì mình khi mình mấy bạn tưởng tượng là khi á, mà giả sử như là cái training accuracy, giả sử như là nó đạt được 90% mà cái validation của mình, đúng không, mà nó rất là thấp, ý là mấy con số này là mấy con số mình lưu ý là mình chỉ markup để cho mình trao đổi với mấy bạn thôi, chứ còn cái con số thì cũng phải tùy, đúng không? Ví dụ như nó đạt được ví dụ như là 50-60% thì mình thấy là trend nó rất là xa so với validation, đúng không? Hay là testing, đúng không? Thì mình đấy là có thể là bị cái hiện tượng gọi là overfitting. Bởi vì mấy bạn lưu ý là khi mà mình train một cái model á, là mình train một cái model để mình đi test cái testing data, hay là một cái new data, real data nó vào, chứ không phải là mình train một cái model để mình retest nó lại với cái bộ training data. Nè, mấy bạn nhớ rồi, cũng giống như mấy bạn tưởng tượng hình dung như thế cho nó dễ hiểu nè. Là ví dụ như là khi mà mấy bạn học một cái lớp học, đúng không? Đi đi lên đại học học một cái lớp, đúng không? Thì ông thầy ông ra cái đề thi, đúng không? Thì ổng expect là gì? Là mấy bạn học là phải hiểu. Học là phải hiểu. Hiểu là bằng cách là ổng sẽ ra một cái đề nó khớp khớp, nó thay đổi cái gì đó, thì tùy theo cái mức độ mà thay đổi. Thì ở đây là giống như là cái bộ test dataset đó, thì ổng sẽ thay đổi cái đề sao cho mà để kiểm tra thử là mấy bạn có hiểu hay không, chứ không phải là ổng cũng có cái ông thầy ông kêu là ổng ra cái đề thi là những cái bài ổng dạy đó, thì cái phương pháp học của bạn sẽ khác ngay. Phương pháp học của bạn là thôi nhớ thôi, nhớ thôi, không có cần phải suy nghĩ gì nhiều. Thì nhưng mà ông nói là tôi sẽ ra một cái đề mà nó hoàn toàn nó khác, ví dụ vậy, để chứng tỏ bạn hiểu hay không, thì lúc đó bạn học là bạn phải hiểu, đúng không? Cái network này nó cũng tương tự như vậy, nó phải phải học làm sao để nó hiểu, để mà nó có được cái accuracy rất là tốt so với cái testing data, được chưa? Chứ không phải là so với cái bộ training data. Thì cái này thì chắc mấy bạn hiểu rồi, nhưng mà mình nhắc lại nha. Đấy, thì ở đây thì nó có rất là nhiều cái phương pháp gọi là overfitting. Review cái overfitting thì tất nhiên là cái flow của bạn là lúc trước nó bị overfitting, đúng không? Bây giờ nó thì ở đây thì nó có một cái phương pháp là data augmentation, đúng không? Thì augment á, thì ở đây là augmentation, ở đây là có nghĩa là giống như là một cái dataset thì mình sẽ làm sao cho nó có càng nhiều cái data càng tốt, đúng không? Thì giả sử như là đối với cái tấm ảnh á, thì nó có một cái augmentation đơn giản nhất là mình sẽ làm một số cái rotation. Đúng không? Tại vì khi mà chụp ảnh thì mấy bạn biết là có thể là người ta chụp ở góc độ này, người ta chụp ở góc độ kia, đúng không? Thì đó augmentation là mình sẽ biến có cái tấm ảnh nó thành, ví dụ như mình rotate nó một ít thì mình sẽ có, ví dụ như là mình có một ngàn cái tấm ảnh, mình rotate khoảng cỡ 15 độ đi là mình có thêm được một ngàn nữa, mình rotate left, mình rotate right là nó sẽ có được thêm 2.000 cái tấm ảnh nữa, đúng không? Hay là đôi lúc mình flip nó, đúng không? Mình mirror nó thì mình lại có cái số ảnh đấy, thì mình làm cho cái dữ liệu ảnh mình nó lớn lên, thì mình expect là cái model mình nó không có bị overfitting, được chưa? Còn một cái nữa là drop out, khá là quan trọng. Drop out thì người ta xài khá là nhiều. Về cái idea mà của drop out thì có thể là hôm sau là mình sẽ nói tiên là hướng dẫn cho mấy bạn hơn, nhưng mà về cái idea là nó sẽ như thế này. Giả sử như là mấy bạn train một cái network nó như thế này. Thì giả sử như là nó có tổng cộng là 1 2 3 4 5 6 7 8 9, đúng không? Nốt, đúng không? Phía trước là nó có 3 nốt nó như thế này, thì giả sử như là mình đạt một cái drop out nó ngay chỗ này, có nghĩa là drop out ngay chỗ này á, thì mục đích của nó là nó nói là nó sẽ drop out cái layer phía trước, cái layer input của nó đó. Sorry, cái layer input của nó là nó sẽ drop out. Nó giả sử như là mình tưởng tượng nó ngay chỗ này. Thì có nghĩa là drop out là có nghĩa là thay vì á là mấy bạn có ba cái nốt này, thì mấy bạn lúc nào mấy bạn cũng trend với cái ba cái nốt đó. Bây giờ khi drop out, ví dụ như là drop out cái tỷ lệ là 30%, 33% đi, đúng không? Thì cứ mỗi lần mà nó trend á,
thì nó sẽ bỏ đi một cái lớp, bỏ đi một cái nốt, nó chỉ tính hai cái nốt còn lại thôi, đúng không? Hay là người ta lần phía sau nó random, nó bỏ lại một cái nốt, nó chỉ trên hai cái nốt còn lại, nó redeem cái overfitting bằng cách đó, là mấy bạn tưởng tượng là giống như là nó để tránh cái hiện tượng đó, là giả sử như là khi á mà một lúc nào đó cái wave mà ở ở cái wave mà của cái network này nó nằm trong cái nốt này nó nhiều quá, đúng không? Thì giả sử có bao nhiêu cái lần trend tiếp theo á, là rất là dễ dàng là hai cái nốt còn lại là bị bỏ qua, tại vì là cái wave nó nặng quá mà, ví dụ như nó wave nó ví dụ như là 99% nó chiếm, nó nằm ở ngay cái nốt đấy, đúng không? Thì hai cái nốt này thì bỏ qua thì nó rất là dễ bị bias vào cái bộ dataset. Đó là tại sao người ta sẽ lâu lâu người ta remove cái nốt này, người ta chỉ trend với mẫu hai cái nốt này thôi, đúng không? Để cho cái network nó balance lại, đúng không? Thì cái idea thì random, đúng không? Ở đây thì mình sẽ nói sẽ là random, đúng không? Thì cái high level idea nó sẽ là như vậy, đúng không? Thì khi mà làm thì tuần sau sau nữa thì mình sẽ nói khi mà nói sâu hơn về cái này này, đúng không? Nhưng mà random, cái nốt bị bỏ là random. Bây giờ mình khẳng định này. Thì nếu như mà bạn nào đã từng làm với machine learning nhá, là mà bạn nào mà biết về cái boosting á, với là backing á, đúng không? Thì cái idea nó cũng 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 có, đúng không? Lưu ý là drop out đó là random, được chưa? Drop out đó là random, bạn có thể tính nhưng mà theo ấy là nó random. Thì mục đích ở đây là random á, là nó balance giữa cái này, mà ví dụ như là mình tính toán á thì mình tính toán là phải dựa trên một cái tiêu chí gì, đúng không? Đúng không? Thì có thể là bạn định nghĩa cái tiêu chí rồi bạn chọn drop out gì đó, nhưng mà ở đây là nó sẽ là random, đúng không? Lưu ý nè, random ở đây là random mấy cái nốt mà để mà loại bỏ, chứ không phải là random mấy cái parameter nè, ok mấy bạn lưu ý hả? Ok, chứ không phải là random mấy cái parameter, được chưa? Ok, random là random cái nốt mà bị bỏ đi, được chưa? Rồi lần sau là nó lại xuất hiện trở lại thôi, tại vì random ở đây là rất nhiều lần, chứ không phải là, mấy bạn lưu ý nè, cứ một lần mà trend mà tính trở lại á, thì nó random một lần, chứ không phải là toàn bộ cái network nó random một lần nha. Cứ mỗi lần mà tính lại cái update lại cái quay, tính lại cái update lại cái quay á, trend lại một cái iteration á, thì nó random một lần, một cái iteration nó random một lần, chứ không phải là toàn bộ cái network nha, nhưng chỉ có random một lần rồi sau đó là nó cứ nó giữ vậy hoài, không nó bỏ hoài, được chưa? Anh bảo có hiểu ý mình nói chỗ đó không, cái chỗ mà random á, ý cái random đó không, có nghĩa là không phải là khi mà khởi tạo cái network có nó random xong rồi là nó giữ đó mãi, cái đó là không đúng hả? Lưu ý vậy, nó cứ một lần như vậy update một cái là nó random lại một lần, random lại một lần, đúng không? Thì tùy theo cái cơ chế nhưng mà về cơ bản là như vậy đó. Ấy thì sau đấy thì mình sẽ có ba cái mấy cái phương pháp đấy, đúng không? Thì drop out, đúng không? Retrain và cái accuracy, đúng không? Thì thì như vậy thì cái nội dung của cái bài này nó là sẽ là như vậy, được chưa? Thì ở đây á, thì mình giới thiệu cho mấy bạn qua một cái bạn nào á, là không biết là cái này mình có nói chưa, ví dụ như là mình nói qua một cái bài mà về cái casual mà này, không biết là mình có nói cho cái lớp này cái bài này chưa ta? Bad Fighter. Ok rồi, thì mình nói qua để cho mấy bạn hình dung là cái một cái cuộc thi ở trên Kaggle, đúng không? Thì cuộc thi này á, là tại vì nó có liên quan tới việc mà xử lý hình ảnh. Bây giờ cái cuộc thi này là hình dung như thế này này, nó có một cái trang web,
đúng không? Nó có một cái, ủa mình nói lớp này hay lớp nào ta, mà có ghi cái bài, ok sorry nhầm lớp khác rồi. Có một cái trang web, đúng không? Thì mấy bạn biết là ví dụ như là người ta giả sử như là nó có những cái con chó con mèo nó chạy hoang ngoài đường á, đúng không? Chạy hoang ngoài đường thì sẽ có một cái đội người ta đi bắt về, đúng không? Bắt về thì người ta sẽ kiếm cái người mà nuôi những con đó, đúng không? Bằng cách đó là người ta đưa lên cái website, đúng không? Thì người dùng người ta sẽ vào cái website đó, người ta sẽ nhìn 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 cái người ta nói ồ tôi thích con này, muốn lấy con đó về nuôi, rồi tới liên hệ. Hoặc là cũng tương tự ví dụ như cái bài này cũng có thể là áp dụng cho cái bài khác về cái hệ thống mà e-commerce là dễ nhất, mấy bạn dễ nhung nhất đúng không? Mấy bạn lên trên mạng vào gì Tiki hay gì này nọ đúng không? Mấy bạn search cái món đồ mà mấy bạn muốn mua, ví dụ như là muốn mua cái tủ lạnh, ví dụ như tủ lạnh mấy bạn search tủ lạnh nó sẽ ra hàng loạt cái tủ lạnh đúng không? Bắt đầu là mấy bạn mới đạp, mấy bạn mới nhìn mấy cái tấm hình đúng không? Mấy bạn nhìn mấy cái thông số mà người ta ghi ra, người ta nhìn mấy cái description người ta ghi ra, rồi mình mới quyết định là mua hay không, đồng ý không? Mấy bạn phải follow cái human being là làm như vậy đúng không? Tương tự cái trang web này cũng vậy, người ta sẽ nhìn cái con chó, người ta sẽ đăng lên một số tấm hình của con chó hay con mèo đúng không? Người ta sẽ có những cái mô tả description và những cái thông tin như vậy đúng không? Thì để mà người ta chọn. Mấy bạn hiểu hiểu cái bài toán, hiểu hiểu cái vấn đề cho cái vấn đề mà của cái website đó. Bây giờ này cái vấn đề là mình, câu hỏi đặt ra là mình có build được một cái model nào để mình dự đoán được là với cái con chó hay con mèo đó thì khi nào sẽ có người tới nhận hay không, nhận về nuôi hay không, đúng không? Cũng như giống như mấy cái trang mà e-commerce á, là giả sử như mình đăng cái thông tin đó thì liệu có một cái mô đồ nào để mình dự đoán là khi nào có mình bán được cái món hàng đó hay không. Rồi mấy bạn có hiểu cái vấn đề chưa cái đó, hiểu cái problem chưa cái đó, và mình mới nói tiếp là cái solution nó như thế nào, đúng không? Cái bài toán này là rất là thực tế, được chưa? Bài toán rất là thực tế. Ví dụ như là mấy bạn này, thì bây giờ người ta sẽ giả sử như này, mình có một cái hệ thống như vậy đúng không, mình có một cái mô đồ mà mình làm được cái việc đó đúng không, thì giả sử như mình tích hợp nó vào cái hệ thống e-commerce đúng không, người ta đưa cái thông tin nó lên cái hệ thống mình nói là ô cái này á, là 1 tháng sau mới có người mua, ví dụ cái mô đồ á, thì buộc á, là người mà đăng tin á, là người ta phải quay lại, người ta phải thay đổi cái gì đó, người ta update, ví dụ như thay vì ồ chắc là do cái tấm hình này chụp xấu quá nè nên là người 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 ta không có chịu mua này đúng không, hay là những cái đoạn text á, mà mình viết á, là không có hay nè, người ta không có chịu mua này, thì buộc là cái người mà bán người ta phải thay đổi cái phong cách, người ta thay đổi cái style đó để cho cái thời gian mà bán được nhanh hơn, đồng ý không? Cũng giống như là cái con chó hay con mèo ở đây, nếu như mình có một cái mô đồ nó là như vậy đó thì sẽ làm cho cái adoption rate, có nghĩa là giống như cái người mà người ta đã nhận về nuôi là nó nhanh hơn, đồng ý không? Không, thì ở đây á là nó có một cái phần, đó là cái phần về xử lý ảnh, đó là giả sử như là ngoài cái việc mà dự đoán đúng không, thì ở đây á là mình bỏ hết mấy cái chuyện khác đi, mình bỏ hết các cái thông tin về text, mình bỏ hết cái thông tin về table data đúng không, mình chỉ giả sử như là mình chỉ có một cái tấm ảnh thôi. Cái bài toán á là nếu như mà bạn nào mà thích thú mà làm á, là có thể làm là ví dụ như là ok input là cái tấm ảnh đúng không, thay vì mình giải quyết cái bài toán là classification, cuối cùng về classify cũng không biết để làm gì đúng không, ví dụ đôi lúc cũng không biết để làm gì để thi thố rồi cho vui, rồi ví dụ classification đúng không, coi thứ mình có thể đi test được cái hình đó là con chó hay hay con mèo hay không, bây giờ mình làm sao mình implement một cái network mà mình có thể là chèn nó vào một cái lớp nào đó, này, để mà có thể dự đoán được là khi nào với cái hình ảnh chó mèo như vậy nha thì khi nào là có người tới nhận về nuôi, được không? Mấy bạn có hiểu cái vấn đề không? Đấy, cái vấn đề nó là như vậy. Ok. Mark cái label thêm á thì tất nhiên là nếu như mà bạn nào mà vào cái dataset này á thì tất nhiên cái label á là người ta có rồi đúng không,
ta tất nhiên là cái data người ta có rồi, cái data set của mình là lấy vô là có chứ không phải là không có. Ví dụ như cái bộ data set này, nếu như mấy bạn mà nhìn vào cái bộ data set như thế này được chưa, thì trong đó thì nó có cái thông tin khác, thì tất nhiên ý là mình nói là mình bỏ hết cái thông tin khác đi đúng không, thì nó có một cái adoption speed ở đây đúng không. Thì ví dụ như là người ta cũng có một có thể là người ta histogram nó lại là ví dụ như là không một hai ba bốn thôi chứ không phải cần phải nhiều đúng không. Thì như vậy mất được con nào nên được nhận hay không, không cái output ở đây là cái thời gian mà được nhận được chưa, output là thời gian được nhận. Ví dụ như là ở đây là người ta đã mất sẵn rồi đúng không, không một hai ba bốn đúng không. Ví dụ như là có năm class ở đây là thay vì là cái con đưa vào một tấm ảnh là mình phải, ở đây là cái bài toán này đơn giản là đưa vào một tấm ảnh và phân biệt được đó là ví dụ cái con đó nó được gọi là adopt là trong khoảng thời gian nào. Ví dụ ở đây là có là khoảng thời gian là cùng ngày từ 1 tới 7 ngày, 8 tới 30, 31 tới 90 hay là 100 ngày đúng không. Thì tất nhiên là sau này cái model mình nó tốt hơn là mình có thể là dự đoán luôn là ngày nào người ta adopt đó đúng không. Nhưng mà ở đây là cái bài toán lúc này là chỉ có là năm cái và label là có sẵn rồi đúng không? Input là tấm ảnh, bây giờ hiểu này, input là tấm ảnh, output là cái số ngày mà người ta adopt đúng không? Thì bây giờ cái vấn đề mình đi cái model mình làm việc đó. Tùy bạn, cái đó là do cái model của bạn đúng không? Time series thì nó hơi khác đúng không? Time series ở đây là cái data đầu vào là nó mang cái tính chất là có mặt thời gian đúng chưa? Còn ở đây là không phải time series mà ở đây là cái output của mình á, là cái ngày nào là người ta được nhận đúng không? Còn cái đầu vào là chỉ là một hai tấm ảnh, năm tấm ảnh, bảy tấm ảnh gì của cái con đó thôi. Đúng không? Đấy thì đó là như vậy, thì mình sẽ kết thúc cái bài học hôm nay ở đây đúng không. Thì bạn nào mà muốn thích thú với nó thì cứ lên trên cái website này đúng không, đọc thêm đúng không, rồi sau đó sẽ trao đổi với mình trên cái kênh mà Facebook hay hoặc là cùng nhau mình trao đổi để mình giải thử cái bài này. Cái bài này thì nói chung là nó cũng cái cuộc thi này nó cũng kết thúc rồi đúng không, và nó có nhiều cái, nhưng mà ở đây là ý mình nói là để mình học thêm về cái vấn đề mà tấm ảnh, có nghĩa là mình sẽ ứng dụng như thế nào. Hôm nay là mình chỉ học là ồ network nó như thế nào, ồ người ta nói network tùm lum đưa ra network accuracy, nhưng mà cuối cùng là ứng dụng vào cái chỗ cái vào trong thực tế nó như thế nào, chứ không phải là ồ cái tấm ảnh này là tự nhiên đi phân biệt chó mèo, who care bao chó mèo đúng không? Không, không ai quan tâm là cái hình đó là tự nhiên phân biệt chó mèo, chẳng qua là toy problem hoặc là để người ta tính toán accuracy để người ta prove cái network người ta là work thôi. Nhưng mà còn ứng dụng mấy cái vấn đề đó vào trong thực tế như thế nào, thì cái bài này là một trong những cái bài mà mình thấy cũng khá là hay. Nó cũng giống như là mấy bạn làm trong cái e-commerce đó, hoàn toàn e-commerce đó. Thì giống như là mấy bạn đi một cái model để coi thử là với những cái tấm ảnh, cái hình ảnh đang lên như vậy thì bao nhiêu ngày sau là người ta có thể là người ta mua đúng không? Thì cái đó là cái bài toán thực tế. Đấy đấy thì mình sẽ kết thúc cái bài giảng hôm nay ở đây, thì hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục tuần sau bây giờ thì mình sẽ thông bố lại, nhưng mà tuần sau là chúng ta sẽ học từ 10 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa lớp của thầy Kiên ở bên Úc hướng dẫn cho mấy bạn bây giờ. Thì mấy bạn cứ chuẩn bị đọc tài liệu thì mình sẽ upload cái tài liệu rồi lên trên cái folder đó cũng y vậy thôi, các bạn lên cho nó một lần rồi đấy thì. Rồi vậy nha, có câu hỏi gì thì mấy bạn cứ đưa lên trên Facebook đó. Sorry là mình không ở dài hơn được tại vì mình có cái meeting đó, nên là không ở dài hơn được. Rồi cảm ơn mấy bạn.